<laughs> Rồi hello, hello xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến, chào mọi người nha. Hello các bạn. Chào Huyền Diệu nhá, chào Trấn Hiệp, chào bạn Hân Giang, chào bạn Ngô Bắc. Chào bạn uh, Lương Văn Quân. Chào Trấn Hiệp. Chào Linh Chí. Chào bạn Thảo Nguyên nhá. Hello các em và em ơi. <laughs> Alo hello. các bạn nghe rõ tiếng thì nói chưa? <laughs> Rất vui được gọi lại các bạn trong một buổi tối đầy đẹp trời như ai đúng không? Hôm nay thầy cho chúng ta sẽ tiếp tục cái chuỗi series liên quan đến việc ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ cho các bạn Đúng không ạ? Và mục tiêu của thầy cho mình đặt ra đó là làm sao đấy để, để chúng ta lấy điểm 9, điểm 10 các bạn nhé à, Tất cả mọi người vào rồi chúng ta nhanh chóng mọi người điểm danh lấy giấy bút sách vở ra đúng không? Đó để chúng ta sẽ bắt đầu chinh chiến luôn nhá Tối nay thì mình sẽ chiến đấu khô máu luôn các bạn ạ à. Rồi chào mọi người và em ơi Chào gia linh nhá, chào quỳnh phương, chào trần mỹ hùng, chào bạn diễm Mục quỳnh, chào bạn uh, nguyễn giang, chào bạn uh, thùy dung, chào bạn nguyễn thị hoa, chào anh thư, Đó, chào em, vẫn là chiếc áo xanh <laughs> huyền thoại đúng không? Chào tùng nguyễn nhá, tất cả các bạn vào để chúng ta điểm danh nhá. Chào nhã trần, chào bạn uh, thanh nhàn. Chào Bảo Vi, chào bạn Trần Tuấn Huy, chào Lương Trí Cường Hello các <laughs> em Hôm nay là chúng ta sẽ chữa một đề rất là hay các bạn ạ Cực kỳ hay luôn đúng không ạ Đề này là đề số 05 nhé Đề này là đề số 05 Đó, Chào Hoàng Hải Nam nhé Chào bạn Huỳnh Đào, chào Trần Thu Hồng Chào Gia Hưng Chào bạn uh, Yến Như Chào Hoàng Hải Tất cả mọi người vào rồi chúng ta thả một trái tim các bạn nhé. Đó, bạn nào vào sau thì mình thả một trái tim nào. Đó, và đương nhiên là mọi người mà 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 có anh em bạn bè gì đấy đúng không? Mà chúng ta là là đang là 2K7, 2K8 thì chúng ta tăng các bạn bè đấy vào để mình học bài nhá. <laughs> Trước khi mà chúng ta bắt đầu thì thầy có một lời một số những cái điều mà muốn dặn dò các bạn thứ nhất là ngày mai chúng ta sẽ có một buổi học toán thực tế đúng không ạ thầy sẽ dạy cho mọi người cái cách tư duy cách xử lý các bài toán thực tế để làm sao mình làm được nhanh nhất mình làm được hiệu quả nhất và đương nhiên là chính xác nhất nhá à, chính vì như vậy nên là những bạn nào mà chúng ta muốn tham gia buổi học ngày mai thì mọi người nên lấy file đề ra đó đúng không ạ chúng ta sẽ chủ động in ra nhá đó thì đương nhiên là cái buổi học của chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn nếu như mà mọi người có sẵn file đề và các bạn dành thời gian để mình nghiên cứu trước nhá thì đương nhiên là nó sẽ ok rất là nhiều đúng không các bạn có file đề toán thực tế chưa nhỉ năm nay là năm chương trình mới à, vì vậy là đây là một trong những chuyên đề mà giúp các bạn có thể chinh phục điểm được điểm 8 điểm 9 điểm 10 tóm lại là muốn đạt điểm cao thì năm nay là chú trọng vào toán thực tế hết cho thầy đúng không còn một số những kiến thức hàm lân lâm vị tham số m hoặc là một số những bài toán về hàm hợp đó, thì bây giờ bộ sẽ giảm tải đi rất là nhiều các bạn cho dù chúng ta học thì vẫn ok đó nhưng mà khả năng cao là người ta sẽ không ra thi đúng không? hoặc là có thi thì thi rất ít đúng không? cái cái mà chúng ta cần chú trọng vào đó là toán thực tế đúng chưa và ngày mai là buổi đầu tiên mà thầy sẽ dạy cho chúng ta chương trình toán thực tế mình sẽ có 13 chuyên đề tổng cộng là rơi vào tầm khoảng 60 buổi 60 buổi học hết 13 chuyên đề nhá để giúp các bạn có thể là thứ nhất là mình thi được các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, một số những kỳ thi riêng của Bộ Công an, sư phạm đúng không ạ? Và đương nhiên là chúng ta có kỳ thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia nữa, đúng không ạ? Là thầy sẽ dạy đầy đủ cho các bạn nhé. Các bạn có file đề chưa nhỉ? Mọi người có file đề toán thực tế chưa? Ngày mai chúng ta có buổi học toán thực tế mọi người nhá. Nên thầy dặn dò các bạn là chúng ta phải có file đề đúng không? Để chúng ta sẽ học nó hiệu quả rất là nhiều. Uh, gốc yếu học được không ạ? Thực ra thì toán thực tế thì nó cũng không cần phải có nhiều gốc đâu mà cũng không cần phải nó cái gì nó quá cao siêu đâu. Thầy dạy cho mọi người cách để mình sẽ xử lý được cái bài toán thực tế, đúng không? Bằng cách là mình đọc kỹ đề, hiểu đề và cách phân tích để làm sao chúng ta nắm được bản chất đúng không? Thì khi đó các bạn mới có phương pháp tư duy mà chúng ta giải quyết được nhá. <laughs> Ờ uh, đề thì thấy áp ở trong nhóm luôn nên mọi người phải chú chú trọng chúng ta lấy vào nhé. 13 chuyên đề cơ, thầy sẽ dạy toàn toàn bộ cho các bạn luôn, đầy đủ hết tất cả các em nhá. <laughs> 13 chuyên đề toán thực tế. Đó nên là các bạn phải lưu ý cho thầy nhá. <laughs> Được chưa các em ơi? Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Hôm nay thì uh, một trong những đề rất là hay nên là thầy nghĩ là thầy cho chúng ta phải bắt đầu sớm luôn. Đúng không ạ? Ờ, không có thì không kịp nhá. Ờ, đây sẽ là đề kiểm tra giữa học kỳ 2, đúng không ạ? Xin lỗi các bạn giữa học kỳ 1 toán lớp 12 và đây là đề số 05. Chúng ta có tổng cộng là 10 đề, đúng không ạ? Và thầy sẽ chữa full tất cả 10 đề này cho các bạn. Và sau khi mà thầy chữa xong 10 đề thì thầy có cam kết với các bạn là gì? Là ít nhất chúng ta đạt đầu ra là 8 cộng rồi. Đúng không? Nếu như mà mọi người học một cách đầy đủ và nghiêm túc với thầy, đúng không? Thì thầy cam kết đầu ra là chúng ta ít nhất là 8 cộng đến 9 cộng môn toán rồi. Được chưa? Và minh chứng là trong đề kiểm tra giữa học kỳ Và cuối học kỳ 1 của các bạn Được chưa nào <laughs> à, Bạn Thảo Nguyên hỏi là gì nhỉ Chị Quỳnh gửi nhầm đề 05 Của lớp 11 trong group thế ạ à? Tông uhm, đề toán lớp 12 mà Đúng không, toán lớp 12 mà Sao lại gửi nhầm đề lớp 11 được <laughs> Đúng chưa Em quán toán, toán Kém toán thực tế <laughs> Thực ra thì không ai sinh ra là giỏi đâu em ạ tất cả mọi thứ muốn giỏi được thì chúng ta phải qua quá trình học tập và rèn luyện nhé. Cái toán thực tế cũng vậy. Đây là chương trình mới, chương trình cũ thì nó rất ít. Đúng không? Ngay vì ngay từ ban đầu thì chúng ta phải ý thức được việc là mình phải học cái gì rồi. Muốn đạt điểm cao thì các bạn phải biết là mình phải học cái gì. À, đúng không ạ? Là chúng ta phải xuất phát sớm, tiếp cận sớm thì các bạn mới có được cái kiến thức đúng không? Chúng ta mới trang bị được những kỹ năng cần thiết để chúng ta xử lý các bài toán đấy nhé. Chứ các bạn cũng đừng lo là vì em yếu quá nên em không học thì đó cũng không phải là điều hợp lý đâu nhé đấy được chưa nào không ai sinh ra là giỏi hết nên là tất cả các bạn hãy cố gắng lên tự tin lên nhá và thầy sẽ dạy đầy đủ cho các bạn được chưa nào <laughs> ngày mai là mình có buổi toán thực tế nhá à, chào bạn duyên nhá À, thầy ơi liver này có lưu vào linh tổng không ạ à, chúng ta có bộ 10 đề ôn thi giữa học kỳ đúng không và bộ 10 đề ôn thi cuối kỳ và thầy cũng có cam kết với các bạn đầu ra là 8 cộng chín cộng và thầy sẽ chữa hết tất cả cho các bạn nhé chính vì như vậy những bạn nào đang xem thì mọi người phải lưu lại các bạn chủ động lưu lại bằng cách nào là mọi người sẽ chia sẻ live stream này về đúng không đó để chúng ta chủ động mọi người lưu lại bởi vì thầy like trên page thì thầy sẽ không lưu cho các bạn nhé mọi người sẽ tự lưu nếu như bạn nào mà muốn xem lại được chưa nào À, khi nào học vector vậy thầy ơi Ui à, rồi thầy hãy dạy xong vector rồi em ạ <laughs> Còn bây giờ mới hỏi khi nào học vector <laughs> Các bạn hỏi đúng hơi dị <laughs> à, Được <đây> chưa <laughs> Thầy ơi đừng cắt linh tổng cũ ạ à. à, Thực ra thì thầy đang có một cái linh tổng mới Để cho những bạn nào vào sau Hoặc là những bạn mà chúng ta mất gốc Hoặc thậm chí là một số bạn kiến thức mà chúng ta còn yếu Đó thì thầy các bạn sẽ được xem Những cái dạng nó chi tiết hơn đầy đủ hơn đúng không Chúng ta sẽ có cái linh tổng mới nhá <laughs> Được chưa? Ừ, rồi tất cả các bạn thả một trái tim để chúng ta bắt đầu luôn các em ơi. Đó nhá, có bạn hỏi từ từ bạn hỏi như sau. Thầy ơi, trong cái truy hàm thì hai cực trị mình chỉ thay vào hàm ẩn một lần hay hai lần vậy thôi. <laughs> các bạn nhớ là cái bài toán truy hàm là những bài toán mà chúng ta sẽ vẽ giải để chúng ta tìm ra các hệ số nhá. Tùy theo bài toán thì nếu như đề bài hỏi mấy ẩn thì chúng ta mới thay được vào mấy phương trình các bạn. Nhá. Được chưa? Được rồi thầy sẽ dành ra tầm khoảng 30 giây nữa để cho tất cả các bạn chúng ta điểm danh một cái nào. Và bạn nào vào sau mình thả một trái tim. Đấy, comment xuống dưới để điểm danh đầy đủ, đúng chưa? Đó và đương nhiên là chúng ta chủ động mọi người chia sẻ lại này về để chúng ta lưu lại nhá. <laughs> Múc bang đề thôi thầy ơi, ok em. Khi nào mình học tích phân vậy thầy á? Tích phân thì khả năng cao là chúng ta sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 này thầy dạy luôn. Bởi vì thầy nghe phong phanh là đến cuối tháng 10 này bắt đầu có đề minh họa. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 đúng không? đến tầm khoảng 2 tuần nữa nhé các bạn nghe tin thôi sắp có đề minh họa đúng không đề minh họa này thực ra thì chúng ta sẽ nắm được chuẩn cái cấu trúc của bộ đúng không Đấy, những dạng mà bộ sẽ ra đó, nó cũng là cơ sở tiền đề để giúp các bạn có thể định hướng ôn tập một cách nó chi tiết hơn đầy đủ hơn và trọng tâm hơn nhá đó, tầm tháng 10 học các bạn nhá tháng 10 là bắt đầu là, 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 là cuối tháng 10 là có đề minh họa rồi thì khi đó thì rõ ràng là các bạn sẽ học nó ok rất là nhiều nhá <laughs> được chưa Đó. Nào tất cả các bạn thả một trái tim các bạn ơi. Hôm nay cũng phải đông đông bạn học nhỉ. Tuyệt vời đấy đúng không? À, trong khóa học của thầy thì thầy có đảm bảo với các bạn là những bạn nào tham gia khóa học của thầy. Thì mọi người sẽ có đầy đủ kiến thức toàn diện để chúng ta tham dự tất cả mọi kỳ thi. Bao gồm có những kỳ thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia đúng không? Rồi những kỳ thi đánh giá năng lực, những kỳ thi đánh giá tư duy và một số những kỳ thi liên quan đến uh, bộ công an, sư phạm là nó đều đầy đủ hết nhé. Đó, được chưa nào? thầy dạy theo từng chuyên đề à, cho đủ cả ba bộ sách luôn để cho mọi người yên tâm học được chưa em học nguyên hàm trên lớp rồi mà không hiểu gì thầy ơi à bạn duyên duyên à trên lớp học nguyên hàm rồi cũng là nhanh đấy nhỉ đấy đúng không theo như chương trình của thầy thì đến tết là thầy sẽ dạy xong chương trình các bạn rồi chúng ta có 7 tháng để mình luyện đề và 7 tháng để chúng ta tổng ôn đúng không ạ vừa tổng ôn vừa luyện đề đó là cách tốt nhất để giúp các bạn có thể nâng được điểm số lên nhá. được chưa các bạn sẵn sàng chưa thì tôi bắt đầu nhé Mọi người sẵn sàng chưa nhỉ? <laughs> Múc bang điểm 10 thầy ơi, ok rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha mọi người nhá. Sẵn sàng chưa? Nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng ta cùng comment số 1 xuống dưới nào. Đó và một comment sẵn sàng để chúng ta bắt đầu get go luôn các bạn ơi. Đấy, còn trong quá trình mà làm đề với thầy thì thầy có một yêu cầu rất nho nhỏ, đó là các bạn nếu như biết đáp án thì mình sẽ cùng nhau comment xuống dưới. Đúng không? Và mình không cần phải sợ là đúng hay sai nhá. Cái quan trọng nhất là mình thực chiến để mình biết được năng lực của mình như thế nào. Chúng ta biết mình biết ta trăm trận trăm thắng Ok chưa <laughs> Nào câu số 1 Phần một của chúng ta thì mọi người biết rồi đúng không Mình có tổng cộng 12 câu trắc nghiệm Gọi là gọi là trắc nghiệm lựa chọn đáp án Mỗi một câu sẽ có bốn đáp án Và chúng ta chỉ khoanh được một đáp án duy nhất Mà các bạn cho đúng nhá. Và số điểm của mỗi câu là đều nhau 0,25 điểm cho mỗi một câu Được chưa <laughs> à, Và mỗi một câu như vậy thì thường là thầy sẽ dành ra Ít nhất là 30 giây cho đến một phút Để mọi người sẽ cùng nhau chủ động làm nhá. <laughs> Rồi, chào anh Đức nhá. Một số bạn bây giờ mới vào. Rồi, bắt đầu luôn. Câu số 1 nào. Cho chúng ta một hàm số Fx có bảng mấy thiên như sau, hỏi hàm số đã cho nghịch biến khoảng nào sau đây. À, mấy câu đầu thì bản chất là để xúc miệng thôi, không chả có gì khó đâu nhá. Đó, nên là các bạn cứ tự tin thoải mái lên, đừng có sợ rằng em sai, em sợ sai quá, em rén quá, em không dám comment. <laughs> Đúng chưa? Câu số 1 em ơi. Hàm số nghịch biến thì chúng ta dựa vào gì các bạn? Dựa vào dấu âm của đạo hàm còn gì nữa? Đúng không? Đạo hàm hai dấu âm thì x của chúng ta thuộc từ 1 đến 3 thì mình sẽ comment đáp án là đây thôi. Đúng chưa? Đó. Câu số 2. Câu số 2. Đó. Cho hàm số fx liên tục và có đồ thị trên đoạn từ trừ 2 đến 4 nhìn bên. Tức là đề bài đã cho chúng ta sẵn một đồ thị của hàm số fx. Người ta gọi là đồ thị hàm số gốc đúng không? Đúng không? Đề bài hỏi là gì? giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ trừ 2 đến 4 là đấy câu này thì đa số chúng ta nhìn mắt là các bạn suy ra ngay đúng không nào câu số 2 nào số 2 số 2 số 2 nhìn thấy chưa còn lăn tăn còn gợn sóng bài này là không đi thi được đâu đấy đúng không <laughs> thấy chưa thấy chưa giá trị lớn nhất là gì nếu x của chúng ta chạy trên đoạn từ trừ 2 đến 4 này mọi người này thì đồ thị của chúng ta thì các bạn biết là bắt đầu từ đây đúng không? Nó đi xuống này, đi lên và đi xuống. Vậy giá trị lớn nhất thì chúng ta nhìn vào cái điểm cao nhất của đồ thị đạt được. Và các bạn giống sang trục y thì các bạn có y bằng y 7. Và người ta gọi đây là mắc của nó. Được chưa? Còn giá trị nhỏ nhất thì ký hiệu là gì các bạn? Là min là 10 nhỏ. Thì bản chất nó là điểm thấp nhất của đồ thị đạt được, đúng không? Thì nó là điểm này thấp nhất em đấy. Nhá, điểm thấp nhất nhưng mà chúng ta đọc đọc y của nó. nhé thì các bạn giống sang là y của bạn, chúng ta bằng 4 Vậy mắc cộng min đúng không? À không, mắc và min riêng thì chúng ta chọn đáp án là B Sao? Nha Đó, đã đủ chậm dại chưa? Tiếp theo chúng ta chuyển sang thầy câu số 3 Cho chúng ta một đồ thị hàm số Hỏi đồ thị này có bao nhiêu đường tiệm cận? <laughs> bao nhiêu đường tiệm cận các bạn? Ôi giời, bạn Nguyễn Thư đã comment đến 12 rồi cơ nhỏ Nhanh quá Thấy câu 3 chưa? Thấy câu 3 chưa? hàm số fx có đồ thị như vẽ hỏi đồ thị này có bao nhiêu đường tiệm cận thì đương nhiên là đáp án là gì các bạn đáp án đúng của chúng ta đáp án là b thôi nó một đứng và một một xiên đúng không đường tiệm cận đứng là đường nào đường tiệm cận đứng là x bằng trừ một em này thấy chưa còn đường tiệm cận xiên đây là đường thẳng y bằng x trừ hai này đó thấy chưa Hỏi, có bao nhiêu đường tiệm cận thì mình trả lời chốt là số lượng là hai thôi đấy nhá tiếp theo chúng ta chuyển sang thầy câu số 4 <laughs> Câu số 4 nào Câu số 4 thấy chưa Cho chúng ta một đồ thị hỏi Đây là của hàm số nào Tức là đây là thuộc dạng Nhận diện đồ thị hay còn gọi là đọc đồ thị Đúng không Thì mình nhìn xương xương đây là đồ thị của hàm bậc 3 các bạn Thì đáp án là C còn gì nữa nhỉ Câu này thì đương nhiên là <laughs> Quá dễ đúng không Quá dễ Đấy chưa? Thấy câu 4 nào? Đồ thị này có phải bậc 3 không? Thì mình sẽ chọn đáp án C luôn chuẩn chưa thằng này bậc hai chứ bậc một là sai này thằng này bậc một 1 một cũng căng sai này thằng bậc hai thì là parabol mà thì nó chỉ có duy nhất là bạn c là bạn đúng thôi nhá tiếp theo câu số 5 cho chúng ta một đồ thị như hình bên hỏi tâm đối xứng của đồ thị hàm số tọa độ là gì đồ thị này mình nhìn xương xương là nó sẽ có một đứng và một xiên đúng tâm đối xứng của đồ thị này nó chính là giao điểm của hai đường tiệm cận thì các bạn nhìn thấy luôn này điểm này nó chính là tâm đối xứng Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng sẽ là án C. Đúng không? Tâm đối xứng của chúng ta điểm Y này các bạn nhìn thấy xương xương là tọa độ hoành độ đang bằng 2, tung độ cũng đang bằng 2. Vậy đương nhiên đây là tọa độ tâm đối xứng của đồ thị luôn. Được chưa? Đó. nhá. Các bạn thấy chưa? Nhìn thấy dễ chưa? Còn có bạn nào lăn tăn gợn sóng bài này không? Rồi, ok nhá. Chúc mừng em, 5 câu rồi đấy. Tiếp tục câu số 6. 6 7 8 luôn nhá, nhìn cả ba câu luôn như thầy. Bạn nào làm xong câu 6 rồi chúng ta đá mắt xuống dưới để chúng ta nhìn cả câu 7 và câu 8 luôn nhé. Câu số 6 nhỉ. Cho chúng ta một hình hộp đúng không? Tổng của CB cộng CD cộng CC bằng vector nào sau đây? Các bạn nhìn này, CB này. Đó, thấy CB không? Đó, CD này. Và CC phải. Thì các bạn nhìn thấy đây là quy tắc gì nhỉ? quy tắc này người ta gọi là quy tắc hình hộp đúng tổng ba vector có chung một đỉnh thì nó sẽ bằng vector đường chéo của hình hộp đấy cùng chung đỉnh đấy thì chắc chắn nó đường chéo của chúng ta cùng chung đỉnh đấy đó chính là gì c phẩy đó đúng không ạ đúng chưa c phẩy thì mình sẽ chọn đáp án là a mọi người nhé được chưa tiếp tục câu số 7 trong không gian với hệ trục tọa độ OZ, giả sử vector u của chúng ta được biểu diễn bởi bằng 5 lần vector i cộng 7 lần vector y trừ 3 lần vector k khi đó tọa độ vector u là đó thì các bạn nhớ là vector nó được biểu diễn thông qua các vector đơn vị thì tọa độ của vector đấy lần lượt nó chính là gì lần lượt nó chính là các hệ số đúng không hệ số nào hệ số đứng trước y đứng trước j và đứng trước k đúng không y j k thì các bạn đọc từ đúng thứ tự nó chính là 5 7 và trừ 3 đó, các bạn nhớ chưa? Một vector hoặc là một điểm được biểu diễn thông qua các vector đơn vị thì tọa độ của nó, hoành độ, tung độ, cao độ lần lượt là các hệ số đứng trước vector y, vector r và vector k. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án gì? B luôn. Đấy, đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa các bạn ơi? Tiếp theo câu 8 và câu 9 nha. Đấy. <laughs> bạn nào vào sau thì mình thả một trái tim nhé. Hôm nay có vẻ đông bạn học nhỉ? đợi thầy tí thì thầy đọc ở trên top top luôn à đọc comment của mọi người <laughs> rồi đây rồi rồi rất đẹp trai luôn trên top top cũng có rất đông bạn học đúng không rất tuyệt vời luôn nha cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn vào sau thì mọi người cứ thả tim và các bạn chủ động lưu lại video này bằng cách chia sẻ về nhé <laughs> câu số 8 nào câu 8 câu 8 các bạn nào có đáp án câu 8 câu 9 chưa nhỉ câu 8 thì đề bài sẽ cho chúng ta tọa độ vector u đúng không tọa độ vector v này tìm tọa độ u trừ v thì các bạn nhớ u trừ v thì bản chất là chúng ta lấy các tọa độ lần lượt trừ nhau đúng không? nhớ u trừ v nhá thì mình lấy này Trừ 1 trừ 2 là mình có trừ 3 Đúng không 2 trừ đi trừ 1 thì bằng 3 Còn trừ 3 trừ 0 thì vẫn là trừ 3 Thì đương nhiên đáp án đúng của chúng ta đáp án C luôn em ạ Đúng không Tổng và hiệu của các vector thì làm bình thường thôi nhé Nhưng câu số 9 này là một câu cực kỳ quan trọng này Và nó rất dễ bị sai nếu như mà chúng ta Ổ oh, Đúng không <laughs> Hãy đố các bạn biết câu chỉ là bán gì đấy Đấy mình nhìn thấy câu 9 chưa Nhìn thấy câu 9 chưa các bạn? Cho chúng ta một hàm số fx có đạo hàm rồi. Đấy, cho sẵn đạo hàm luôn đỡ phải tính nhá. fx là bằng gì nhỉ? fx của chúng ta bằng 3x bình trừ 2x với mọi x thôi rồi. Thấy chưa? Hỏi hàm số y bằng trừ 2x đồng biến với khoản hàm sau đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Câu 9 này cực kỳ dễ sai luôn em nhá. Nếu như mà chúng ta không cẩn thận hoặc là chúng ta mông lung thì toang là điều bình thường. Đúng không? Câu 9 đáp án gì? <laughs> Câu 9 đáp án gì không em? Mọi người lưu ý này Cho là cho hàm số x Nhưng hỏi là hỏi hàm số y bằng trừ 2 x cơ Đúng không? Đấy các bạn nhớ chú trọng về hàm số này nhá Đề bài hỏi là hàm số y bằng trừ 2 x Đồng biến như quả nào sau đây Mà một hàm số muốn biết đồng biến nghịch biến Thì bản chất là chúng ta xét tính đơn điệu của hàm số đấy Đúng không? Thì bước đầu tiên của mọi người là các bạn phải tính đạo hàm và chúng ta xét giấu nhé y phẩy của chúng ta bằng gì đây? trừ hai x tất cả phẩy thì chúng ta sẽ có trừ hai nhân f phẩy. Đấy, đơn giản chưa? Nhớ phải tính đạo hàm nhé. Rồi sau đó thì mình giải trực tiếp luôn cũng được, bởi đồng biến làm sao? Hàm số muốn đồng biến thì đạo hàm của chúng ta sẽ phải mang dấu dương. Sau đó thì mình hoàn toàn mình giải tương đương là gì nhỉ? Trừ hai nhân f phẩy dương thì f phẩy của chúng ta phải phải âm. Đúng không ạ? F phẩy các bạn có rồi này. Đúng không? Mình sẽ có tặng là 3x bình này Trừ 2x Nó sẽ ấm Đó Ok chưa? Và cái này các bạn nhớ là chúng ta ngầm là hai nghiệm một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bằng 2 phần 3 Vậy để cho nó bén không thì nó trái dấu hiệu số A Tức là nó phải nằm trong khoảng hai nghiệm Thì các bạn giải luôn là x nó nằm trong khoảng từ 0 đến 2 phần 3 Được chưa nào? Thì đáp án đúng là đáp án A Ok chưa? Rất ngắn gọn xúc tích thôi Nhưng mà mọi người phải chú ý rằng đề bài hỏi hàm số nào Thì chúng ta phải tính đạo hàm hàm số đấy Nhá, chứ có phải lấy thằng này lớn lớn không là sai đấy các bạn nhé lưu ý nhé tiếp tục câu số 10 tiệm cận xiên của đồ thị hàm số này là gì hàm số này là một hàm số rất quen thuộc đối với chương trình mới của chúng ta gọi là hàm bậc hai chứ mở một làm thế nào để chúng ta tìm được tiệm cận xiên của nó làm sao làm sao tiệm cận xiên của nó thì rõ ràng là chúng ta có rất nhiều cách trong sách thì khoa thì thường là chúng ta tính lim đúng không? các bạn phải tìm hai lim thì các bạn mới tìm được hệ số a và hệ số b đúng không nhưng bây giờ thì mình sẽ có cách nó ngắn hơn, xích, xúc tích hơn và gọn gàng hơn. Đó là chúng ta dùng phép chia đa thức cho đa thức. Đúng không? Các bạn làm sao? Mình lấy x bình này, trừ 3x này, cộng 1. Mà mình đem chia cho gì em nhỉ? Chia cho x trừ 2. Đây gọi là chia đa thức như đa thức lớp 8 bình thường ấy. Đúng không? Thì làm sao? X bình cho x còn x em này. Sau nhân đảo ngược lên thì nó vẫn x bình. Và trừ cho 2x. Các bạn đặt phép trừ thì hiển nhiên là chúng ta còn trừ x cộng 1. Đúng không ạ? Tiếp tục chia nhé Chữ x, chữ x thì còn lại là trừ 1 Sau đó thì mình, mình cũng ngân ngược lên là các bạn có chữ x cộng 2 Đặt phép trừ đây thì chúng ta sẽ còn lại là mấy các bạn? Trừ 1 Đúng không? Thì mọi người sau khi chia xong thì các em phải hiểu là cái x trừ 1 này Người ta còn gọi đó là thương của phép chia Còn cái trừ 1 này người ta còn gọi đó là gì các bạn? Là số dư Đó, đúng không? Số dư Thế thì thằng nào là tiệm người xuyên? đối với hàm bậc 2 trên bậc 1 các bạn nhé đối với hàm số phân tích bậc 2 trên bậc 1 thì sau khi các bạn thực hiện phép chia xong thì các bạn hoàn toàn mình có thể suy ra luôn cái tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đó là đường thẳng y bằng cái thương đấy tức là y bằng x 1 luôn đó đúng rồi đáp án a luôn được chưa nào đó, hiểu vấn đề chưa đó nhá rất ngắn gọn thôi tiếp tục chúng ta chuyển sang 11 và 12 các bạn nhìn nhé hai câu này sẽ chốt luôn để giúp các bạn có thể định hình rằng là à trong cái phần thứ nhất của chúng ta có được trọn vẹn 3 điểm hay không 12 câu tương đương với 3 điểm nhé yeah. được chưa nào câu số 11 nào em ơi 11 11 nào thấy chưa cho hai vectơ a và b thỏa mãn là độ dài vectơ a có độ dài vectơ b có tích vô hướng của a nhân b đúng không xét hai vectơ y đó và vectơ x đúng không? Y của chúng ta bằng A trừ B Được chưa? X của chúng ta thì bằng A trừ 2B Đấy Gọi alpha là góc tạo bởi giữa vết X và vết Y Khẳng định đúng là Câu 11 nào? 11, 11 Hay chưa? Đấy, câu này thì rõ ràng là chúng ta phải làm sao nhỉ? Làm sao các bạn? Các bạn có nhá, độ dài với A có này độ dài vector b có đúng không mà tích vô hướng của hai vector a và b cũng có luôn xét các hai vectơ y và vector x gọi alpha là góc tạo bởi giữa hai vector đấy chọn khẳng định đúng đó thì điều đầu tiên các bạn nhớ này công thức của chúng ta là gì alpha là góc tạo bởi giữa vector x và vector y đúng không thì chúng ta có công thức cốt của alpha hay còn gọi là cosin của góc tạo bởi giữa vector x và vector y thì mình có công thức là tích vô hướng trên cho tích độ dài Đúng không? tích vô hướng có nghĩa là mọi người sẽ lấy vectơ x nhân vô hướng vectơ y đúng không? trên độ dài vectơ x nhân độ dài vectơ y đó tại sao em chưa học vector à <laughs> chưa học thật à cái này mới chưa học à Sẽ sai các em nhá cái này học rồi đúng mà góc tạo bởi ra vectơ thì các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ lấy tích vô hướng chưa tích độ dài nhưng mà vectơ thì các em chỉ cần lưu ý rằng là trên tử của chúng ta không có trị đối là được đó Hiểu chưa Hiểu chưa Sau đó thì mình xử lý thôi nhá. Xử lý từng bài từng cái một Thế nhưng mà mình có thể mình thay vào luôn em này Thay vào luôn cho thầy này Vector x nó chính là bằng Vector a trừ vector b Đúng không? Còn vector y của chúng ta thì các bạn nhớ là a trừ 2b nhé Đó Trên độ dài vector x nó chính là độ dài của vector a trừ vector b Nhân độ dài vector y thì cũng là a trừ 2b. Ok chưa? Thằng trên thì mình có thể làm sao nhỉ? Mình có thể mình nhân bung ra được. Đúng không? Thằng trên thì tính rất là đơn giản các bạn nhé. Bung ra như thoải mái. Bởi vì các bạn có vector a nhân vector a là bằng vector a tất cả bình. Thì bằng a bình luôn đấy. Đó đúng không? Tiếp tục trừ vi trừ thành cộng luôn nhé. Tức là mình có cộng với 2 lần vector b tất cả bình. Thì nó cũng là bằng độ dài vector b bình luôn. Đúng chưa nào? Tiếp tục. Trừ ab mà trừ 2 b tức là chúng ta có trừ 3AB. Ok chưa? Đấy, còn ở dưới này thì mọi người trước mắt là nếu như mà mọi người chưa tính được thì các bạn nên để nguyên trước đã. Đây, A trừ B. Đó, đúng không? Nhân với độ dài của A trừ 2B. Được chưa? Được chưa nào? Thì các bạn nhớ là trên tử của chúng ta các bạn tính được bình thường nhé. Trên tử của chúng ta các bạn lắp vào này. Ví dụ độ dài với tử A bằng 3 thì độ dài với A tất cả bình thì các bạn có 9 này cộng với 2 lần độ dài vector b tất cả bình đúng không? Thì hai bình là bằng 4 luôn. Đó, trừ 3 nhân vector a nhân vector b là trừ 3 nhân 3 cũng là trừ 9 này. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, tức là đề bài đã cho cái gì thì các bạn lắp vào như vậy nhá. Nhưng cái dưới mẫu này là cái mà chúng ta phải giữ nguyên để các bạn tính riêng ra. Được chưa nào? Đó, tức là trên tử của chúng ta các bạn tính xương xương là bằng 9 9 hết rồi nhé Nó chỉ còn là 2 x 4 là bằng 8 thôi Tức là trên tử của chúng ta nó chỉ bằng 8 thôi nhé thì nếu như bạn nào thông minh thì các bạn để ý rằng à trong bốn đáp án này thì có thể là nó chỉ có đáp án A hoặc đáp án D thôi đúng không à, mà thực ra thì nó chỉ là đáp án D thôi thì nó mới có đáp án là 8 đúng chưa bởi vì rõ ràng là gì các bạn dưới mẫu này nó phải là dấu dương thì nó chỉ có đáp án D là bán đúng thôi đó là nếu như trong hiểu trong trường các bạn thông minh ấy, thì mình sẽ nhận thấy là bán D là bài duy nhất đúng hiểu không 9 trừ chín hết còn hai bốn năm tám à đó còn dưới mẫu này thì độ dài nhân độ dài thì kiểu gì mà trả dương đúng không? Nó không thể âm được nha. Nên là chúng ta có thể chọn đặt bản D luôn. Đó. Thế nhưng mà rất nhiều bạn sẽ hỏi rằng là tại sao ra được 8 trên căn 91 thì các bạn phải tính nốt cái dưới mẫu này em này. Đúng không ạ? Và làm sao mình tìm được dưới nốt dưới mẫu thì thầy dạy cho các bạn như sau. Thầy giả, giả sử thầy đặt biểu thức P đó chính là bằng độ dài vectơ A trừ vectơ B. Thầy phải tìm từng cái một đúng không ạ? Còn độ dài vectơ Q đặt biểu thức Q nhé. Nó chính là bằng độ dài của vectơ A trừ 2 lần vector đó đúng không các bạn phải tính từng cái một ra rồi sau đó các bạn mới ghép vào đây được hiểu chưa thế nhưng mà à làm sao mình tìm được thế đa số những bài như thế này để các bạn tìm được thì thường là chúng ta bình phương nó lên đúng không để chúng ta sử dụng hàng thức rồi sau đó làm sao chúng ta căn cả hai vế thì các bạn sẽ tìm được P và tìm được q được chưa đó thế lấy cho các bạn như sau tương đương p bình thì bằng thằng này tất cả bình đúng không Thằng này tất cả bình thì các bạn dùng hàng thức luôn nhé Mình có vector A tất cả bình này Cộng vector B tất cả bình này Đó Và trừ đi 2 lần vector A nhân vector B Thì mình có thể hoàn toàn Mình tương đương với P bình của chúng ta bằng như sau A bình là các bạn có 9 này Cộng B bình là chúng ta còn cộng 4 luôn này Trừ 2AB là chúng ta có Trừ đi 2 nhân với gì các bạn A nhân B bằng 3 Đó, được chưa nào Rồi sau đó mình nhầm luôn em 9 cộng 4 là bằng 13 13 mà trừ cho 6 thì còn 7. Đúng không? Tóm lại P bình bằng 7 thì P của chúng ta đương nhiên là bằng căn 7. Được chưa nào? Tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Ở, ở biểu thức dưới thì rõ ràng là chúng ta vẫn làm tương tự. Đó là các bạn bình phương quy bình nó lên. Thì mình có hàng thức nhé. Mình khai triển nó ra luôn thì nó là bằng vector A tất cả bình này. Đúng, cộng 4 lần vector B tất cả bình này. Đúng không? Trừ 2B là chúng ta có trừ 4 lần vector A nhân vector B thì mình sẽ có như sau a bình này là các bạn có bằng 9 luôn nhé đó đúng không ạ cộng 4 lần b bình là cộng 4 nhân với 4 đúng, không? trừ 4 ab là trừ 4 nhân với trừ 4 nhân 3 và mọi người nhầm luôn này thằng này là 16 16 cộng 9 là 25 đúng không? 25 mà tiếp tục trừ cho 12 thì còn 13 đúng không ạ vậy chúng ta có quy bình bằng 13 thì quy của chúng ta bằng căn của 13 Ok chưa? Đó, rồi sau đó mình lắp vào trên thôi thì mình sẽ suy ra rằng à cái cốt alpha của chúng ta cần tìm thì có phải trên tử của chúng ta mọi người đã tính được là 2 nhân 4 không? 2 nhân 4 là bằng 8. Còn dưới mẫu thì mọi mọi người sẽ lấy thằng này là P thằng này Q đúng không? P nhân Q thì có phải là căn 7 nhân căn 13 không? Căn 7 nhân căn 13. Thì nó là bằng bao nhiêu các bạn? Là căn của 91 đúng không? Tức là kết quả cuối cùng của chúng ta 8 trên căn 91 thì đáp án đúng sẽ là bạn D. Được chưa nào? Đây là một bài toán vector rất là hay nhưng có kinh nghiệm cho thấy là để tìm được p tìm được q thì thường là chúng ta bình phương hai vế lên các bạn tìm được p bình thì các bạn căn nó ra thì nó sẽ tìm được từng cái một đó ok chưa nào bao nhiêu bạn chúng ta hiểu câu 11 rồi thì mọi người comment số 1 xuống dưới kênh chat cho thầy nào các bạn đã hiểu bài chưa đó. <laughs> hiểu hiểu bài này không đó, thầy giảng như vậy đã đủ chậm rãi và chi tiết chưa bao nhiêu bạn chúng ta hiểu bài này thì mọi người comment số 1 xuống dưới kênh chat cho thầy xem nào xem bao nhiêu bạn đã hiểu được nào Ừ, rồi ok nhá. Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 12 và thầy sẽ để thời gian để cho mọi người nếu như bạn nào cần thiết thì mọi người cứ cắt lại mà đi Tí nữa về nhà chúng ta có thời gian thì mình sẽ ngâm cứu lại sau nhé. Tiếp theo câu 12 như sau. 12 là câu chốt A à này. Trong không gian hệ trục tọa độ OZ cho chúng ta một điểm A bất kỳ. Tìm điểm A phẩy thuộc mặt phẳng OG sao cho độ dài đoạn thẳng A phẩy là ngắn nhất. Đấy. Câu 12 thầy chưa? mười 12 chưa? Câu này thì nó dễ hơn 11 rất nhiều. Mặc dù nó hình không gian mà chính xác gọi là hình vector. Nhưng bài này thì nó đều là những bài toán siêu dễ. Đúng không? Đúng không? Làm sao? Các bạn hiểu bản chất trong bài này như sau. Mấy cái bài này thì cần phải hiểu bản chất nhé. Còn làm nhanh thì nó không tính tiền đâu các bạn. Giả sử thầy có một mặt phẳng ôi đây. Một điểm A của chúng ta nó nằm nằm ở, ở đây. Nó chính tọa độ là 3 trừ 1 và 2. Đúng không? Điểm A này nó không nằm trên mặt phẳng OI Đồng ý không? Và đề bài hỏi như sau. Tìm điểm A' phẩy thuộc mặt phẳng OI Thì giả sử A' phẩy nằm đây. Sao cho độ dài đoạn thẳng A phải ngắn nhất? Đấy, đây bài toàn quy tích còn đi nữa đúng không? Và các bạn hoàn toàn chúng ta biện luận một cách cực kỳ ngắn gọn như sau. Trong tất cả những điểm A phẩy nó nằm trên mặt phẳng OI thì điểm nào có khoảng cách đến A là lớn là bé nhất? bé nhất thì dường đương nhiên là điểm A phẩy của chúng ta nó nằm ở đâu? Nằm ở chân hình chiếu, Đúng không? Tức là khi đó thì A phẩy nó sẽ trùng với điểm H. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề không? Đó, còn cách chứng minh thì chúng ta rất là đơn giản nhé em nhé. Chúng ta chỉ cần nối H với A phẩy đây này. Nó sẽ tạo thành một tam giác vuông. Đúng không ạ? Thế giả sử đây điểm H nhé. Đây điểm A phẩy và đây điểm A. Đúng không? Thì nó sẽ luôn luôn tạo thành một tam giác tam giác vuông. Với H người ta gọi là chân hình chiếu chân đường vuông góc, chân đường cao hạ từ A xuống mặt phẳng Y Thế thì trong tam giác vuông mình xét tam giác vuông này này AH A, A phẩy thì có phải các bạn sẽ suy ra một điều rằng là cạnh A phẩy cạnh huyền nào đúng không? đó thì làm sao cạnh A phẩy của chúng ta nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng cạnh AH cạnh huyền thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng cạnh góc vuông Đúng không? Vì vậy để cho nó bé nhất thì đương nhiên là khi đó A phẩy sẽ bằng H luôn. Hay là chính xác hơn điểm A phẩy nó nhập về điểm H này này. Đó thì nó mới ngắn nhất được. Hiểu vấn đề không? Đó và rõ ràng bài này nó sẽ trở về bài toán là tìm hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng ô ghi Thì chúng ta sẽ có luôn đó là gì nhỉ? 3 trừ 1 và 0. Đó, đúng rồi Đáp án là B thôi còn gì nữa. Hình chiếu mà, bản chất là tìm hình chiếu đấy. Hiểu vấn đề chưa? Xong nhá. Nào, trong tất cả những bạn đang xem livestream đây có bao nhiêu bạn chúng ta đúng hết 13, 12 câu trong phần 1. Thì các bạn comment xuống dưới để thầy đếm số lượng một chút xíu nào. Các bạn đã đúng hết tất cả 12 câu không? Trong phần 1 này thì thầy nghĩ là nó là một phần rất đơn giản và hoàn toàn các bạn có thể kiếm được điểm. Kiếm điểm nhé, tức là chúng ta chọn vẹn được phần này. Bởi vì đường nếu được chọn vẹn phần này các bạn đạt được 3 điểm rồi. Đúng không? Đấy, các bạn đã đúng hết tất cả 12 câu không? Từ lúc nãy giờ các bạn học thì các bạn đã đúng hết tất cả 12 câu chưa? Đó. <laughs> Đúng hết chưa em? Rồi, rất tuyệt vời luôn nhá. 11 trên 12 à, 11 trên 12 thì có nghĩa là bị mất một điểm một câu đấy, là mất 5 điểm đấy nhá. Em sai câu 11 luôn à? Do không thấy dấu à? À 11 sai à? <laughs> 11 thì thực ra thì cũng làm bình thường thôi, cũng không phải là câu khó lắm đâu nhé Các bạn chỉ cần chú ý vào một chút xíu là mình nắm được cái quy luật luôn. Được chưa? Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần thứ hai đó là phần trắc uh, trách nhiệm đúng sai. Cái phần này mới là cái căng này. Phần này mới là phần căng. Trách nhiệm đúng sai thì về cấu trúc của chúng ta là các bạn nhớ là chúng ta có bốn câu, bốn câu lớn và mỗi một câu như vậy chúng ta được một điểm tối đa. Tương đương với toàn bộ điểm của phần đúng sai này là 4 điểm. Full. 4 điểm nhá, nó tương đương với 4 câu. Nhưng mà trong mỗi một câu như vậy nó có bốn ý A B C D. Nếu như câu nào đúng thì chúng ta là, là ghi đúng, câu nào sai thì chúng ta ghi sai nếu như các bạn làm đúng trọn vẹn bốn ý thì các bạn được một điểm đúng không nhưng phần này thì nó có một điều rất dị và chắc là các bạn cũng biết rồi đó là tất cả những phần này nó sẽ không có số điểm bằng nhau tất cả bốn ý này số điểm không bằng nhau được chưa <laughs> được chưa nào chúng ta xử lý từng câu một nhá rõ ràng là các bạn làm từng câu ví dụ ia các bạn cho đúng thì các bạn comment a đúng nếu ia mà các bạn cho là sai thì các bạn comment a sai tức là thầy cho chúng ta sẽ làm từng ý một nó không làm cả câu để cho tất cả các bạn cùng có thể loát được đồng ý không ạ nào câu số 1 cho chúng ta một hàm số phân thức bậc 2 trên bậc 1 xét tính đúng sai của các khẳng định sau câu a đô thị hàm số có đường tiệm đứng đường x bậc 1 a đúng hay sai dễ nhỉ Đấy, đường tiệm cái đứng của đồ thị này thì nó chính là nghiệm của mẫu còn gì nữa học bao nhiêu lần rồi đúng không? thì câu A đã đúng còn gì nữa? có phải chúng ta giải x trừ một bằng không không? À? Tiệm cái đứng mà Tiệm cái đứng thì nó là nghiệm của mẫu còn gì nữa Tự tin lên Hiểu vấn đề không Đấy Câu B hàm số đồng biến từng khoảng âm vô cùng đến 1 và 1 đến dâu cùng Tóm lại câu B thì mọi người nên tính toán một chút xíu Bởi vì muốn biết đồng biến nghịch biến Thì bắt buộc chúng ta nên phải tính đạo hàm Đúng không Nếu bạn tính nhầm thì chúng ta tính luôn y phẩy bằng gì A trên B tất cả phẩy đúng không? A trên B tất cả phẩy thì bằng A phẩy B trừ B phẩy A tất cả trên mẫu bình nhá. A phẩy thì thầy sẽ lấy luôn là bằng 2 cộng 2 này Nhân B là nhân x 1 này Đó Trừ B phẩy là trừ x bình trừ 2 trừ 1 Đó, Trên x 1 tất cả bình Vậy mình sẽ bằng như sau 2 x bình trừ x bình còn x bình này Cẩn thận nhé Từ từ thôi không phải vội đâu 2 x trừ 2 x hết Nó sẽ còn lại trừ 2 x nữa Được chưa Trừ 2 trừ 1 là trừ 3 Đúng không? Tất cả cũng trên x 1 bình phương. Đó. Ok chưa? Tính đạo hàm bình thường thôi. Rồi sau đó thì mình tự tin cho nó bằng không để mình tìm cực trị ấy. Thế nhưng mà các bạn thừa biết là một phân số bằng không khi nào? Một phân số bằng không khi các bạn cho trên tử bằng không Đúng không? À vậy mình có x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0 thì mình giải ra rất bình thường là các bạn có hai nghiệm một nghiệm bằng trừ 1 một nghiệm bằng 3 bởi vì các bạn có a trừ b cộng c bằng 0 Đúng A trừ B cộng C bằng 0 thì có một nghiệm bằng trừ 1, một, một nghiệm bằng trừ C là bằng 3 nhá. Sau đó thì mình xét dấu thôi, đúng không? Xét dấu thì các bạn vẽ hẳn bảng mệnh thiên luôn cho chất chơi nhá. Đây. Đó, mình có một bảng mệnh thiên luôn các bạn nhá. X đúng không? Đây là y phẩy và đây là y. Mình có hai nghiệm là trừ 1, 3. Đây là dương vô cùng và đây là vô cùng. Được chưa? Thì các bạn nhớ là nguyên tắc xét dấu là gì? Xét dấu y phẩy thì bản chất chúng ta chỉ xét dấu trên tử thôi Bởi vì dưới mẫu thì nó dương sẵn rồi Đúng không? Thì rõ ràng là trên tử là một hàm bậc 2 Thì mình sử dụng là câu thần chú là trong trái ngoài cùng ấy Trong khoảng nghiệm nó trái dấu bệ xoa Tức là nó mang dấu âm Ngoài sẽ cùng là mang dấu dương Đó Ok không? Thế nhưng mà mọi người phải lưu ý là bảng mến tiên này Nó đang thiếu đi một thứ quan trọng nhất Mà nếu như không có thứ này thì cả bài nó sai luôn Các bạn biết là gì không? Các bạn biết là gì không? Mình vẽ bảng liên như đúng rồi đúng không? Nhưng mà các bạn đừng bao giờ thiếu cái này Bởi vì thiếu cái này là cả bài sai luôn Mọi người có biết là thiếu cái gì không? Đúng rồi, chính xác Đó là thiếu mất cái điều kiện xác định Tức là chúng ta phải bỏ cái tiệm cái đứng vào Đúng không? Tiệm cái đứng làm sao? Tiệm cái đứng có phải là x bằng 1 không? Thì có nghĩa là một nó nằm giữa trừ 1 và 3 này một đây này Thấy chưa? Đó, vì vậy khi mà x bằng 1 là tiệm đứng thì chúng ta sẽ biểu thị bằng hai vạch xuyên suốt cả y và y phẩy luôn. Thì đó là minh chứng cho tiệm đứng. Còn hiển nhiên thằng này vẫn là mang dấu trừ. Thằng này vẫn là mang dấu trừ. Đó, ok không ạ? À, y phẩy dương tức là hàm số đồng biến thì mình sẽ đi lên, âm đi xuống. Và tương tự âm đi xuống và dương đi lên. Ok không? Đó, nhá. Bây giờ các bạn thay trừ 1 vào đây và 3 vào đây luôn cho nó nhanh nhá. Các bạn thay vào thầy nào thay vào để các bạn tìm được cái y cực đại với y cực tiểu luôn nhé chúng ta có này uh, x bình cộng 2 x cộng 1 tất cả đem chia cho x trừ một đúng không rồi bấm clc thầy xem nào trừ một bằng thì nó ra bằng 0 đấy clc ba bằng thì nó ra bằng 8 đúng không? còn đây là âm vô cùng em này đây là âm vô cùng này đây là dương vô cùng và đây là dương vô cùng ok chưa thì gọi đây là một bảng biến thiên phun của hàm số bậc hai trên bậc một đấy đúng không từ đấy thì mình đọc được hết các bạn nhé có B đỏ này, có B hỏi này, hàm số đồng biến trên từng khoảng từ âm vô cùng đến 1 và 1 đến dương cùng đúng sai. Chắc chắn sai lè ra rồi bởi đồng biến thì nó sẽ có hai khoảng âm vô cùng đến trừ 1 và 3 đến dương cùng, cùng. Đúng chưa? Đấy, câu C đúng hay sai? Thực ra thì có bảo thiên là có tất cả rồi, nó Thích hỏi gì mà chả biết. Đúng không? Thích hỏi gì chúng ta đều biết hết. Đúng chưa? Câu C này, hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 1. Đây, lù lù ra đây các bạn, Đạt cực tiểu tại x bằng 3 thì chắc chắn đúng rồi còn gì nhỉ? làm sao sai được đó đúng chưa câu D giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ trừ à từ một đến dương cùng bằng <laughs> tám câu d mới là câu quan trọng abc bỏ qua nhá xong thế hỏi các bạn hỏi các bạn nhé theo mọi người thì câu d đúng hay sai các bạn phải thật sự cảnh giác đối với câu d đúng không giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên khoảng từ một đến dương cùng nhé đây khoảng từ một dương cùng các bạn thấy không ạ thì giá trị nhất bằng 8 đúng hay sai đúng hay sai có nhiều bạn bảo ơ thế số 8 này em thấy rằng nó thằng này nó gọi là giá trị cực tiểu đâu phải là min <laughs> đúng không <laughs> như bạn nói sẽ, sẽ nói thế Nên thực ra gì trong bài này các bạn nhớ rằng là nó vẫn đương nhiên là đúng rồi đó giá trị nhất thì nó có thể là y cực y cực tiểu thoải mái miễn sao nó là điểm thấp nhất của đồ thị đạt được tức là bài này hoàn toàn tồn tại giá trị giá trị min bằng 8 khi x bằng 3 nhá. Nhớ chưa? Vậy câu D này chắc chắn là vẫn đúng rồi nhá. Câu số 1 xong nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển sang thầy câu số 2. Nào câu số 2 như sau. Cho chúng ta một hàm bậc 3 đó là y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng c cộng d, trong đó hệ số a của chúng ta khác không và có đồ thị c như vậy. Tức là đây là đồ thị của hàm số y F, x đấy. Ok chưa? xét tính đúng sai của các khẳng định sau. Đó. Các bạn có bốn ý thôi đúng không? Các bạn nào hàm số đồng biến khoảng từ 0 đến 2 đúng hay sai? Đúng hay sai, đúng hay sai, câu A đúng hay sai Xét tính đúng sai của các khẳng định sau Thì câu A đúng hay sai nhỉ? Chúng ta làm từng ý một nhá Cho chúng ta một hàm bậc 3 và có đồ thị C như vậy Hỏi đúng sai của các khẳng định sau câu a hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến 2 đúng hay sai đúng hay sai <laughs> câu này thì nó dễ quá thì thành ra mình nghi ngờ nhân sinh đúng không có <laughs> nhiều bạn đi thi cũng dị lắm các bạn nếu như khó thì lại kêu khó nó dễ quá thì em còn nghi ngờ <laughs> đây có bạn comment cả sai có bạn comment cả đúng dị thật Câu này mà các bạn còn không tự tin thì làm sao mà tự tin được câu nào đúng không? <laughs> đúng hay sai? Tự tin vào. Câu này là phải là đúng chứ. Được chưa? Tại sao đúng thế thầy, thầy giải thích này. Khi mà đề bài cho chúng ta đồ thị hàm số Fx muốn đọc đồng biến nghịch biến thì thường là chúng ta dựa vào xu thế của đồ thị. Các bạn nhé, dựa vào xu thế của đồ thị. Đúng không? Hàm số đồng biến trước khoảng từ 0 đến 2 thì đồ thị của chúng ta phải có xu thế đi lên. Thật vậy, trong bài này như sau. Nếu x chạy từ 0 đến 2 này em thấy không? x bằng 0 này x bằng 2 này, thấy không? x chạy từ 0 đến 2 này. Thấy chưa? x chạy từ 0 đến 2 thì đồ thị của chúng ta nó xuất phát từ đây em này. Đúng không? Nó đi lên này. Đó, các bạn thấy xu thế nó đang đúng là đi lên không? Nhớ nhé, nếu cho đồ thị hàm số x mà muốn đọc đồng biến nghịch biến thì chúng ta phải dựa vào xu thế của nó đông biến thì xu thế phải đi lên nghịch biến thì xu thế phải đi xuống đúng không ạ và trong bài này là đúng nhá yeah. tiếp theo có b điểm cực đại của đồ thị hàm số x bằng không oh. à, tiếp theo Có b nào Có b có b có b có b điểm cực đại của đồ thị hàm số x bằng 0 đúng không đúng sai các bạn nhìn thấy lulu đây còn gì nữa đây là điểm cực đại còn gì nữa kiểm cực đại của chúng ta x bằng mấy các bạn x bằng hai y bằng không cơ thì có b nó sai sai lè là còn gì nữa Điểm này là điểm cực tiểu x bằng 0 này này 0.7-4 thế này, này Đấy chưa Đó nhá Thế đầu câu C giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn từ 0 đến 2 là 2 0 đến 2 là x thuộc từ 0 đến 2 thì đồ thị nó xuất phát từ đây đúng không Đi lên trên này Thì giá trị lớn nhất nó là điểm cao nhất đồ thị đạt được Nó là điểm này Điểm này tương đương với Tương đương với y mấy các bạn nhìn thấy giá trị là nhìn thấy cái y của nó Nếu người ta phải giá trị lớn nhất Tức là chúng ta phải đọc y mắc của nó các bạn Đúng không? Thế thì theo các bạn câu C đúng hay sai? Đây này, điểm, điểm cao nhất nó đây này, này Thấy không? Đúng hay sai? Thằng này là sai Đó, ảo không? Tại sao lại sai? Có như bạn bảo Thầy ơi em thấy thằng này số 2 mà thầy Đây em thấy rõ ràng thằng này là số 2 này nhưng như thế số 2 không? Có Nhưng tại sao nó vẫn sai? Bởi vì các bạn nhớ là giá trị là chúng ta nhắc đến y của nó Điểm này thì hai nó là x không phải y Đúng không? Đúng không? Giá trị của nó thì bằng không thôi Và nó đạt được giá trị lớn nhất khi X bằng 2 Chứ không phải là à mắc bằng hai Mắc của chúng ta là giá trị lớn nhất bằng 0 Đó Nhớ chưa Còn còn tại là tại x bằng 2 tôi đi đó là 3 cộng b cộng c cộng d bằng trừ bốn.óm <laughs> lại là bài này chúng ta phải truy hàm đúng không ạ? gọi là truy hàm tức là chúng ta phải nhận diện hàm số. thì các bạn mới tìm được a, b, c còn gì nữa đây câu d là câu chốt lại nhé. còn câu a, câu b, c thì bỏ qua nhé. ba câu trên thì nó rất là dễ rồi. chỉ có duy nhất một câu mà chúng ta gọi là đáng nghe, gọi e ngại nhất là câu d. tại sao gọi là là đáng e ngại? bởi vì nếu như các bạn sai câu này, nhé thì chúng ta bị trừ 0,5 điểm đáng lẽ ra các bạn được một điểm nhé đáng lẽ ra là các bạn được một điểm này đó được chưa nhưng nếu như mà các bạn sai mất câu d thì vô tình chúng ta bị trừ tận không phẩy điểm đúng không? khá là căng được chưa khá là căng đó, chính vì như vậy nên câu D này là những câu mà chúng ta gọi là nguy hiểm nhất nhé chúng ta phải làm cẩn thận và rõ ràng là trong bài này muốn tìm được a tìm được b tìm được c tìm được d thì các bạn phải truy hà nhé và thầy dạy các bạn cách truy hàm như sau chú ý này rất đơn giản nhé cái thứ nhất là gì à chúng ta có bốn ẩn a b c d em ạ tương đương với bốn hệ số đấy đúng không các bạn thấy chúng ta truy hàm có phải là chúng ta phải tìm được bốn hệ số a b c d không tóm lại là có bốn ẩn mà nguyên tắc của chúng ta đã có rồi bốn ẩn chắc chắn các bạn có bốn phương trình đúng chưa phương trình đầu tiên như sau các bạn nghe này nghe thầy dạy cho các bạn bốn phương trình này phương trình đầu tiên đây Phương trình này là đồ thị nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng chữ -4. Đây các bạn thấy không ạ? Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng chữ -4 thì nó chính là hệ số tự do d bằng chữ -4. Được chưa? Phương trình số 2 đó là nó đi qua điểm tọa độ là 2 không Điểm này là x bằng 2 y bằng này. Các bạn thấy không ạ? Điểm này là điểm x bằng 2 y bằng 0 nhé Các bạn viết toẹt ra 2.0. Hiểu không? Thì mình có quyền mình thay điểm 2 không vào đây chỗ nào có x thì các bạn thành 2, chỗ nào có y thì các bạn thành 0 thì mình có này. 2 mũ 3 là 8 đúng không? Thì các bạn có 8 nhân a cộng 2 bình là 4 thì 4b. 2c và cộng d thì đương nhiên là bằng bằng 0. Đó, được chưa? Hai phương trình thôi. Còn hai phương trình nữa thì hiển nhiên nó lấy từ đâu? Nó chắc chắn lấy từ nghiệm của đạo hàm. Đúng không ạ? Thế các bạn tính y phẩy ra em này, y phẩy của chúng ta có đúng 3x bình không? cộng 2 bx và cộng c đúng không ạ nếu như các bạn cho bằng không thì thằng này nó chính là cái thằng đẻ ra hai điểm cực trị và bằng mắt thường thì các bạn thấy rằng là đồ thị này nó đang có hai điểm cực trị đó là x của chúng ta đang bằng hai và x của chúng ta đang bằng bằng không đúng không ạ thì rõ ràng là à cái phương trình y phẩy bằng không nó sẽ có hai nghiệm x bằng hai x bằng không thì mình thay hai nghiệm này vào đây này thì các bạn sẽ có hai phương trình luôn được chưa Phương trình đầu tiên x bằng 2 thay đây, chúng ta có hai bình là bằng 4 4 x 3 là 12, là 12 a em này. Đó, tiếp tục 22 vào đây. 2 x 2 là 4 đúng không? Là 4b em này. Và cộng c thì bằng bằng 0. Đúng, tiếp tục thay x bằng 0 vào đây thì còn có 0 cộng 0, 0 cộng c bằng 0, tức là c của chúng ta bằng 0 luôn. Đẹp trai chưa? Tóm lại là gì? Tóm lại là chúng ta sẽ có 4 ẩn nhưng thực ra thì đã có hai ẩn rồi, đó là ẩn c của chúng ta auto bằng 0 em ạ và ẩn D của chúng ta thì auto bằng chữ 4. Bây giờ các bạn giải nốt AB là sao Nhá, thì các bạn có này. 8A cộng 4B bằng C bằng 0 này nhá. D bằng uh, chữ 4 thì chuyển sang bên kia là bằng 4 luôn này. Tiếp tục 12A cộng 4B thì cũng là bằng bằng 0. Thì mình nhẩm cho thầy xem A bằng nhiêu B bao nhiêu nhá. C thì bằng 0 rồi. D thì bằng chữ 4 rồi đúng không? lấy phương trình trên trừ dưới từ trên đi thì chúng ta có 4a bằng trừ 4 thì a bằng trừ 1 Đó, b mấy các bạn a bằng trừ 1 à? là trừ 8 trừ 8 thì là bằng 12 12 chia 4 là bằng 3 Đó, số đẹp nhỉ b 3 sau khi tìm được a tìm được b tìm được c tìm được d thì rõ ràng là chúng ta đã truy hàm thành công có nghĩa là mình sẽ suy ra cái hàm số mà các bạn cần tìm ý là một hàm số fx đúng không ạ bằng ax mũ 3 là trừ x mũ 3 cộng b x bình là cộng 3x bình Cộng CX là cộng 0X và cộng D là cộng với trừ 4 Đó là truy hàm thành công là mình đã tìm ra hàm số đấy rồi Hiểu không? Đề bài yêu cầu là gì? Xác minh là ID này đúng hay sai thì mọi người nhớ này 3A là bằng 3 nhân với trừ 1 Thì mình có trừ 3 luôn Cộng B là cộng 3 Cộng C là cộng 0 Cộng D là cộng với trừ 4 Đúng không? Bằng trừ 4 đúng hay sai Là câu này là đúng Đấy Ok chưa? Ok chưa? À, bao nhiêu bạn chúng ta hiểu câu 2 này Các bạn comment số 1 xuống dưới kênh chat nào Qua mỗi một câu như vậy Thầy đều hỏi lại một lần Để xem là các bạn có lót được hay không Và còn có bạn nào băn khoăn Thắc mắc Chúng ta còn lăn tăn Thì mọi người sẽ để lại comment Và thầy sẽ giải đáp lại cho các bạn một lần nữa Được chưa? Và đương nhiên là thầy hỏi các bạn Có hiểu bài này hay không? Nếu như bạn nào hiểu Thì mọi người comment số 1 Xuống dưới cho thầy nhé. Yeah. <laughs> Ok chưa? Đó. Hay không ạ? Các bạn cắt lại màn hình nhé và chủ động chia sẻ về để chúng ta lưu lại video này nhé. Xong, tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 3 nhá <laughs> Mọi người chủ động chia sẻ về các bạn ơi, chia sẻ, chia sẻ, lưu lại video. Đúng. hoặc là các bạn tua lại được mà nhé. <laughs> Thực ra mấy bài này thì nó cũng rất là dễ nhưng mà mọi người đừng chủ quát nhé. Chương trình mới này nó dị lắm các bạn. Ờ, đúng không ạ? Nó đánh đố các bạn luôn nhé. Đánh đố theo trường hợp là các các <laughs> chấp các bạn ra đun luôn em ạ chấp các bạn ra đun luôn nha ừ. ngày xưa thì không làm được mình vẫn khoanh được đúng không tức là quyết rằng là không để bỏ sót câu nào <laughs> nhưng chương trình mới thì chấp các bạn ra đun luôn <laughs> không làm được là tịt luôn nha nên là mọi người phải thật sự cẩn cẩn thận đúng không ạ tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 3 nào nhé còn rất nhiều câu về sau nên thầy cũng sẽ cố gắng là giảng rất là chậm rãi sức xúc, xúc tích cho các bạn rồi còn nếu như chỗ nào mà chúng ta còn băn khoăn thắc mắc thì mọi người chủ động lưu video về để chúng ta có quyền các bạn xem lại được được chưa nào nào câu số 3 như sau mọi người cũng đọc đề này cho ba vectơ a b và c đã tường minh rồi có cho nốt vectơ d luôn cho các bạn đúng không? mệnh đề sau đúng hay sai câu a đấy tóm lại là ba câu này kiểu gì nó sẽ có a b c dễ chỉ có mỗi câu d là câu quan ngại nhất thôi nào câu a độ dài vectơ a bằng 3 đúng không Đề bài đã cho chúng ta tọa độ vector A rồi thì mọi người sẽ phải, phải nhớ rằng là muốn tìm độ dài của một vectơ thì bằng căn bậc 2 của bình phương các tọa độ. Có nghĩa là các bạn lấy hoành độ tất cả bình là trừ một bình em này. Cộng tung độ tất cả bình là cộng hai bình này. Cộng cao độ tất cả bình cũng cộng hai bình nốt này. Thì sau đó mình nhầm thôi. Thì 1 cộng 4 cộng 4 thì bằng căn 9 còn gì nữa Bằng mấy? Bằng 3 thì đương nhiên câu A là là đúng. Ok không? B là A và B vuông góc với nhau. Làm sao để mình check được xem là hai vectơ này vuông góc với nhau? Làm sao nhỉ? Đấy, A và B vuông góc với nhau đúng không? Thế chúng ta phải kiểm tra xem nó vuông góc với nhau bằng cách nào nhỉ? Vector A có chưa? Có. Vector B có chưa? Có. Hai vectơ vuông góc với nhau. Khi và chỉ khi gì các bạn nhỉ? Tích vô hướng của chúng bằng 0. Muốn viết vuông góc với nhau thì chúng ta chỉ có một cách check được thôi Đúng không? Đọc to lên là tích vô của chúng bằng không Còn nếu khác không thì nó chắc chắn là không vuông góc được Chuẩn chưa? Thế thì mình xử lý luôn em này Vector A có chưa? Có Vector B có chưa? Có Vậy muốn check được hai vector này Có bằng không với nhau Tích vô bằng không với nhau Thì các bạn dùng công thức này Mình lấy hoành độ nhân hoành độ đúng không? Trừ 1 nhân 3 thì bạn có trừ 3 này 2 nhân 1 là các bạn có trừ 2 này 2 nhân 0 thì đương nhiên là cũng không này cộng với nhau thì đương nhiên bằng trừ 5 mà trừ 5 khác không mà em. Trừ 5 khác không mà. Đúng không? Thì nếu hai vectơ nhân với nhau mà tích hướng của chúng không bằng 0 thì đương nhiên nó sẽ không vuông góc với nhau. Vì vậy, đề bài câu B bảo A vuông góc B là sai lè ra luôn. Đó. Được chưa? Câu C. Ngoặc vuông B phẩy C. <laughs> đọc như kiểu là đúng rồi đúng không ngọc vương b phẩy c hai sáu mười bốn cái này đọc là gì các bạn nhớ đấy, có nhiều bạn bảo theo chương trình mới không học tích có hướng các bạn đúng ảo nhá tích có hướng thì không bỏ đó các bạn nhá vẫn phải học hết đấy được chưa nhá hôm trước các bạn cũng, cũng nghĩ rằng là nó bỏ nhiều nhưng mà thực ra thì theo thầy nghĩ rằng là cái việc mà bây giờ chúng ta học ấy là cần bám sát cái nội dung trong sách khoa đúng không Và rất may mắn là thầy nhớ không nhầm ấy, thầy nghe thông tin đó là trong cuối tháng 10 này là đề có có đề minh họa đấy các bạn. cuối tháng 10 này có đề minh họa. Và nghe bảo là chậm nhất là đến tháng 11 là sẽ có. Bởi vì năm nay là chương trình mới thì không thể ra muộn được. Các năm trước là tầm khoảng tháng 3. Các năm trước là chương trình cũ các bạn thường là tháng 3, tức là cách thi tầm khoảng 3 tháng là người ta mới cho. Còn năm nay thì người ta sẽ cho rất là sớm. Thậm chí cách tầm 7 tháng, 8 tháng là chuyện quá bình thường Được chưa nào Được chưa Rồi chúng ta quay trở lại câu B này, câu C nào Mọi người nhớ này Tích cầu hướng Đây là, là tích cầu hướng nhé <laughs> Tích cầu hướng Được chưa à, Bao nhiêu bạn chúng ta học tích cầu hướng rồi thì các bạn comment có xuống dưới nào Bao nhiêu bạn chưa học thì chúng ta comment chưa để thế đếm xem <laughs> các bạn có học hay chưa <laughs> bởi vì các bạn không học câu này thì xác định luôn em ạ tập xác định luôn học chưa học chưa nếu học rồi thì các bạn comment có hoặc là các bạn comment rồi còn nếu các bạn chưa học thì các bạn comment chưa thôi để thấy mình cũng phải khảo sát các bạn bởi vì lý do là nếu như mà các bạn chưa học mà thầy dạy cho các bạn thì xác định luôn nhé tập xác định luôn <laughs> cái câu hướng nó cũng ảo ma canada đấy đúng không nhưng mà vấn đề là phải dành cho những người đã học Học chưa học chưa Nếu học rồi thì các bạn comment tự tin lên rồi Còn chưa học thì nói chưa thôi À Có nhiều bạn comment chưa thì cũng căng đây nha Căng đấy Đối thủ học nhiều lắm rồi Bây giờ thì chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Đúng không Năm 2K7 là chương trình mới đầu tiên Nên là cũng đông đối thủ lắm đấy Ngoài đối thủ 2K7 ra Chúng ta còn phải cạnh tranh với những anh chị 2K6 Thì lạ mà những anh chị mà thi lại năm nay đều là những anh chị rất giỏi ý. đúng không? chẳng qua là anh chị bị trượt mất vì thiếu không phải một điểm hoặc là một số những điểm nhỏ thì anh chị thi lại thôi nhưng năm nay thầy khẳng định luôn những anh chị nào mà 2k6 xác định thi lại thì đều là những anh chị rất giỏi tức là mình đã có đối thủ đông rồi đúng không còn mạnh còn khỏe nữa các bạn được chưa nên là các bạn phải luôn luôn xuất phát sớm nhé học trước đi các bạn học trước chương trình là một lợi thế đúng không ạ thì các bạn nghe này nghe này Thực ra thì cái này thì thầy vẫn dạy rồi, dạy rồi. Nhưng mà nếu như bạn nào chưa học thì thầy dạy lại cho bạn lần nữa về công thức tìm tích cầu hướng như sau. Đầu tiên là vector B, mình có chưa nhỉ? Có rồi đúng không? B của chúng ta 3 trừ 1 0 nhá. Đó. Vector C của chúng ta cũng có rồi đúng không? Nó sinh là bằng 1 trừ 5 2. Được chưa? Được chưa? Thế thì khi mà chúng ta tìm tích cầu hướng của vector B, vector C nó sẽ sinh ra một vector nào đấy có tọa độ x, y, z. Đúng không? Tích có hướng của hai vector là một vector vuông góc với hai vector thành phần là vector b và vector c. Được chưa nào? Thì nó sẽ sinh ra một vector có tọa độ x, y, z. Được chưa? Và muốn tìm x, tìm y, tìm z thì các bạn lập các định thức cho thầy. Ví dụ vector x, cái x của chúng ta nhé là hoành độ vector này thì các bạn lập cho thầy định thức gồm có cái cột giữa và cột cuối trừ một trừ năm 0 2 Đó, tiếp tục các bạn muốn tìm y là tìm tung độ của nó thì các bạn lập các định thức nó chính là cột cuối và cột đầu. 0 2 3 1 Đúng. tương tự như vậy cái z của chúng ta là các bạn lập các định thức là gồm có cột đầu và cột thứ hai. 3 1 -1 và -5. Đó. Ok chưa? Ok Rồi sau đó các bạn dùng sử dụng tích chéo thôi nha, tích chéo chính trừ chéo phụ ấy, nó giống như kiểu là công thức đạo hàm của hàm phân thức. Tích chéo chính trừ chéo phụ. Vậy trong bài này là mọi người nhớ tích chéo chính là các bạn là trừ 1 nhân 2 này. Trừ 1 nhân 2 là trừ 2 này. Đúng không? Trừ đi chéo phụ là trừ cho trừ 5 nhân 0 là trừ 0 này. Thì đương nhiên là bằng trừ 2. Đó, nhớ chưa? Tiếp tục các bạn muốn tìm y của nó đúng không? Thì các bạn lấy 0 nhân 1 là 0 này. Trừ đi chéo phụ là trừ 2 nhân 3 là 6 này. Thì còn có trừ 6 này. Đúng, tương tự như vậy. Chúng ta có 3 nhân với trừ 5 là các bạn có trừ 15. Trừ đi chéo phụ là trừ đi trừ 1 là cộng 1 luôn. Thì bằng trừ 14. Đó. Hiểu này không ạ? Sau khi mình tìm x tìm y z thì bản chất nó chính là tọa độ của tích cầu hướng của 2 vector. Nó sẽ là bằng trừ 2, trừ 6 và trừ 14. Vậy câu c của chúng ta là sai hiểu vấn đề chưa đó là công thức tìm tích cầu hướng nhé tích có hướng của hai vector bản chất là một vector vuông góc với cả hai vector ban đầu và tọa độ của nó muốn tìm được thì các bạn lập các định thức như thế này Đúng. sử dụng sơ đồ tích chéo chính trừ chéo phụ thì các bạn sẽ tìm ra các tọa độ gồm có hoành độ tung độ và cao độ của nó ok chưa đó là câu c nhé tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu d này, A, B, abc bỏ qua nhé nó dễ rồi các bạn học là làm được nhưng câu d là câu rất là quan trọng bởi vì thường nó sẽ mang tính chất chốt hạn được chưa nào <laughs> câu d các bạn ơi câu d câu d đúng hay sai nào các bạn uh, cho thầy ý kiến cá nhân của mọi người trước đã theo cảm nhận của các em thì câu d này đúng hay sai đúng hay sai các bạn <laughs> đúng hay sai nào câu d nhá Vector D của chúng ta được biểu diễn bằng M nhân vector A cộng N nhân vector B Cộng với P nhân vector C Với MNP là các số thực Đúng ạ Khi đó 5M cộng 2N cộng 2P bằng 2 Tóm lại là chúng ta phải giải ra một phương trình Mà chúng ta phải tìm MNP Đúng không? Sau khi biết MNP thì các bạn mới tìm được Cái thằng này đúng hay sai Đúng không? Các bạn nghe có đây đúng hay sai em? Em cảm nhận nó đúng ạ? <laughs> cảm nhận là Ừ cũng được đúng không? Cảm nhận mà đi thi cũng phải cảm nhận các bạn Đúng không? thần may mắn của chúng ta đúng không? Là linh cảm này các bạn Để gọi là cảm nhận đấy. Đúng hay sai? Theo linh cảm của em đúng hay sai? Nghe theo tổ tiên á à? Thôi 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 em ạ, nghe theo tổ, tổ tiên. <laughs> Nhìn nó linh thiêng quá các bạn. Mình cảm nhận là được rồi. Nghe theo tổ tiên mình nghe theo ông bà mách bảo là không nên đâu nhá. <laughs> Bởi vì làm sao mà ông bà biết được đúng không? Ngày xưa ông bà làm sao được học cái này em? Đấy nhá. <laughs> À bạn Âu Văn Tăng đã ra MNP rồi Hay quá nhỉ Các bạn nghe này à, Bản chất đề bài đã chúng ta cho chúng ta tọa độ 4 đỉnh ABCD nhé ABCD có rồi đúng không Nếu các bạn thích thì mình viết lại uh, tọa độ 4 vector một lần nữa cho chắc này Vector A của chúng ta nó có rồi đúng không Nó là bằng 3 trừ 1 Không oh. Vector B, vector C có rồi nhé Ở trên rồi Đúng chưa BC có rồi Và nốt viết nốt vector D này Là bằng 2 trừ 3 và 1 Ok không À, B, C, A, D có rồi Đúng chưa Đề bài bảo các bạn là vector D bằng M nhân vector A Cộng N nhân vector B cộng P nhân vector C Thì bản chất là chúng ta muốn giải ra một cái hệ phương trình Có ba ẩn là M, N, P Đúng không ạ? Thì các bạn lập ra một hệ phương trình ba ẩn thôi Gì mà căng Đúng không? Ạ? Nhưng mà các bạn nhớ này Nghe Từ biểu thức này thì các bạn nhớ cho thầy một tính chất liên quan đến Tích của vector với một số hoặc là những bài toán mới cộng trừ các vector với nhau Ví dụ m nhân vector a cộng n nhân vector b cộng p nhân vector c bằng vector d thì có nghĩa là hoành độ của nó phải thỏa mãn biểu thức này đúng không các bạn có này m nhân vector a là các bạn lấy m nhân hoành độ của vector a này vt a đâu là các bạn có nhá a đây đúng không a không a của chúng ta là đâu nhỉ a của chúng ta là trừ một hai hai chứ nhỉ đó. đúng không a vector a sai đây vector a viết lại cho đúng nhé có sai mất a của chúng ta là trừ một hai hai được chưa đó <laughs> Được chưa? Thế các bạn nghe này. M nhân vector A thì các bạn có lấy M nhân trừ 1 là các bạn có trừ M này. Cộng N nhân vector B là chúng ta lấy hoành độ là 3 nhân N là bằng 3 N này. Đúng không ạ? P nhân vector C là chúng ta có P nhân 1 là P này. Được chưa? Thì nó bằng hoành độ vector D nó chỉ bằng 2. Các bạn nhớ chưa? À, khi mà vector của nó được biểu thị thông qua biểu thức này thì các bạn nhớ là hoành độ tung độ cao độ nó sẽ đều thỏa mãn hết thì các bạn thay nó vào thôi nhé tương tự như vậy chúng ta có m nhân vector b đúng không m nhân vector a đâu m nhân vector a thì các bạn có m nhân hai là bằng hai m em này đúng không cộng n nhân vector b nó chính là cộng với cả n nhân trừ một là trừ n này hiểu không đó cộng p nhân vector c vector c đâu nhỉ c đây thì các bạn có trừ năm p này đó thì bằng hoành bằng tung độ của vector d là bằng trừ ba này tương tự thôi đúng không tương tự thôi nhá các bạn không nhân m là bằng không này đó đúng không à không không vector a mà nhỉ vector a của chúng ta là hai hai m cơ đúng nhá bởi vì thấy sắp xếp vector nó lộn nên là cũng có thể là dễ dài lắm em ạ được chưa hai m này b đâu cộng với không này đúng chưa c đâu là cộng hai p này đó. d đâu bằng một Đó, được chưa? Được chưa? Tức là mình chỉ cần thay hoành độ tung độ cao độ vào phương trình là xong mà. Thì các bạn có ba phương trình ba còn gì nữa nhé. Các bạn lấy máy tính bấm cho thầy xem MNP bao nhiêu nào? M bằng bao nhiêu, n bằng bao nhiêu và P bao nhiêu là được. Ok chưa? MNP em ơi, MNP có bạn có chưa nhỉ? Lúc này có bạn comment cho thầy rồi đúng không? Đợi thầy gì nào. Bạn Âu Văn Tăng này có M bằng 0 này, M bằng 0 à? N bằng 1/2. Và P cũng bằng 1/2 đúng không? Mọi người tự lấy máy tính bấm nhé sau khi mọi người tìm ra MNP nhé cái này các bạn tự lấy máy tính bấm này thì chúng ta thay tất cả vào đây đúng không đề bài bảo là 5 m cộng 2 n cộng 2 p bằng 5 m là 5 x 0 là 0 này 2 x n là 2 x 1 phần 2 là bằng 1 này 2 p là 2 x 1 phần 2 cũng bằng 1 tóm lại bằng 2 thì đương nhiên câu đề là đúng rồi đó. Ok chưa Ok chưa Cảm ơn bạn Âu Văn Tăng nhá Tên đẹp nhỉ Âu Văn Tăng nhỉ Lần đầu tiên thì nghe tên này các bạn Ô Văn Tăng không biết là tên đúng hay tên sai nhưng mà ngày xưa thì thầy dạy trong lớp mà thì thầy có một bạn mà tên rất là hay mà thầy cũng chưa bao giờ thầy thầy gặp cái họ đấy các bạn các bạn biết là họ bạn họ gì không? À, cả đời thầy chưa bao giờ thầy nghe cái, cái cái họ này các bạn mà bạn là dân tộc Kinh nhá à, dân tộc Kinh đấy không phải là dân tộc Tây là Mường hay là Mông hay là gì đâu bạn có một tên rất là dị mà bảo là cả đời thầy chưa bao giờ thầy nghe được cái họ này các bạn biết họ gì không các bạn biết họ gì không <laughs> họ trừ các bạn ạ <laughs> thầy còn ấn tượng mãi bạn tên là trừ trang như thảo trừ trang như thảo đấy. hay không ạ các bạn bao giờ nghe thì họ trừ chưa học sinh trong khóa học của thầy đấy đúng không tại vì nhắc hỏi đi hỏi lại mấy lần này, đúng là tên của bạn như thế như vậy thật họ của bạn họ trừ trừ thì nhiều nhiều giống như dấu dấu trừ đấy các bạn Hiểu không đấy <laughs> dị nhỉ họ tôn nó họ tôn thì gặp nhiều rồi đấy. họ lò cũng gặp nhiều rồi nhưng mà họ trừ thì đúng là lần đầu tiên thầy gặp đây các bạn mà cũng chỉ có duy nhất một bạn này thôi <laughs> đúng không trừ trang như thảo thế đối với bạn gặp được bạn nào tên họ trừ đấy đố các bạn luôn đấy nhỉ yeah. <laughs> họ trừ là trong nhiều dấu trừ ấy các bạn <laughs> họ lo thì họ tôn thì thầy gặp nhiều rồi Nhá yeah. <laughs> đấy chưa rồi chúng ta chuyển sang như thầy câu số tiếp theo là câu 4 nha họ tôn gặp nhiều họ tôn tôn gặp nhiều đúng không họ ngày xưa còn có bạn họ ma cơ gặp nhiều đúng không nhưng họ trừ thì đố các bạn gặp bạn nào tên họ trừ đấy đố các bạn luôn <laughs> cho tiền cũng không gặp được <cười> nhờ <cười> nào thế tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 4 nhé cũng là bài toán đúng sai thôi đúng không để chưa nào câu số 4 em ơi câu số 4 số 4 trong không gian cho 3 điểm a điểm b điểm c đúng không Đấy. vậy vectơ a được biểu diễn là 2 trừ 2 vector y cộng 3 vector y cộng vector k đúng với sai khi các bạn nhớ là tọa độ điểm a đã có tọa độ điểm A đã có thì các bạn sẽ suy ra tọa độ vector A của chúng ta hiển nhiên nó cũng bằng tọa độ điểm A nó trên trừ 2, 3 và 1 đúng không? Nhưng mà khi người ta viết là tọa độ vector A bằng như thế này thì theo các bạn đúng hay sai nhỉ? Nó được biểu diễn thông qua các vector đơn vị đúng không? Vector Y được gọi là vector đơn vị của trục OX. Vector Y là vector đơn vị của trục O, OY. Vector K là vector đơn vị của trục OZ. Đúng không? Thế thì mình sẽ suy ra câu A này hiển nhiên nó chính là là đúng rồi. Bởi vì khi mà mọi người biểu diễn một vector tọa độ của nó thông qua ba vector đơn vị thì hoành độ, tung độ và cao độ đúng không? Lần lượt là các hệ số đứng trước ba vector đấy. Các bạn nhớ đọc đúng thứ tự là k Vì vậy câu A của chúng ta thì mọi người chắc 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 như là như đinh đóng cột luôn đúng không? Là đúng nha. Được chưa? <cười> <cười> bạn Nguyễn Thư đúng không? Comment mãi mà vẫn không được trả lời Đâu? Tích cầu hướng thầy không đổi dấu à thầy ấy, bạn Khải á. Thầy trả lời rồi đúng không? Thầy đã lập các định thức như vậy là đổi dấu rồi nhé. Câu B, cô xin của góc tạo bởi ra vectơ AB và AC bằng 7 trên căn 58 đúng hay sai nhỉ? Câu B đúng hay sai? Các bạn có ABC đúng không? Thì mình sẽ có vectơ AB thôi em. Vectơ AB thì các bạn phải lấy điểm B trừ điểm A nhé. Trừ 1 trừ đi trừ 2 còn 1 này cẩn thận nhá bởi vì vectơ này nó nhạy cảm lắm mà nó sai 1 ly nó đi một dặm luôn. Nên là mọi người cứ cẩn thận cho nó chắc nhé. À, sau đó thì lấy 3 3 là 00 này. Ờ à, 0 1 là -1 em này. Đúng không? Tương tự như vậy chúng ta có vectơ AC. AC thì thầy lấy điểm C trừ điểm A nhá. A 2 đi 2 bằng 4 em này. 1 đi 3 thì còn -2 này. Tương tự -2 trừ đi 1 là bằng -3 đúng không và hiển nhiên chúng ta muốn tìm cosin của góc tạo bởi giữa vector đúng không? Cosin của góc tạo bởi giữa vector AB và vector AC thì chúng ta sẽ sử dụng câu gì nhỉ? Công thức luôn. Tích vô hướng trên tích độ dài là mọi người lấy vector AB nhân vô hướng với vector AC trên độ dài vector AB. Đúng không? Nhân độ dài của vector AC. Công thức là như vậy các bạn nhé còn đừng, các bạn đừng hỏi thầy là công thức này đào ra phải thầy nhé cái này chúng ta học rồi được chưa Thế thì bây giờ mình chỉ có mỗi nhiệm vụ là mình thay vào thôi em này, mình bằng luôn nhé, bằng luôn. Tích vô hướng nào? 1 x 4 là 4. 4 mà cộng với cả 3 là bằng 7. Thầy tính nhầm luôn cho các bạn. Bởi tích vô hướng hóa vectơ lại hoành nhân hoành, tung nhân tung, cao nhân cao rồi sau đó mình cộng cả ba cái lại với nhau. Thì đó là tích vô hướng, đúng chưa? Độ dài vectơ AB thì mình sẽ có luôn là bằng căn 2. Độ dài vectơ AC thì chúng ta có này. 16 cộng 4 là 20, 20 cộng với cả 9 là 29. Tức là mình sẽ có 7 trên căn bao nhiêu các bạn? Căn 58 đúng hay sai đúng đó ok chưa đúng nhá đấy được chưa được chưa câu b đúng nhá tiếp tục câu c đúng hay sai tìm tọa độ đưa sao cho tứ giác abcd hình bình hành Những cái bài toán mà liên quan hình bình hành thì thường là chúng ta làm rất nhiều rồi đúng không cho ba điểm tìm một điểm còn lại sao cho nó thỏa mãn là một hình bình hành được chưa điểm a có này điểm b có này điểm c có này điểm d chưa có điểm D chưa có thì các bạn đặt điểm D x y z còn gì nữa nhưng mà chắc chắn trong bài này để tìm ra tọa độ D chúng ta luôn luôn sử dụng liên quan đến vector bằng nhau đúng không mình lấy vector BA đi sẽ bằng vector CD đúng không mà vector BA của thầy này mọi người tự tin lấy cho nhà thầy nhá điểm A thì điểm B được chưa nào vector BA lấy điểm A điểm B trừ hai trừ đi trừ một là bằng trừ một này được chưa ba trừ ba là không này tiếp tục là một trừ không thì bằng một tương tự vector CD. Hai vector này các bạn nhìn thấy bằng nhau chưa? Cùng độ lớn và cùng cùng chiều nhé. Lấy điểm D trừ điểm C là chúng ta có x trừ đi 2 em ạ. Rồi y trừ 1. Và z trừ đi trừ 2 là z cộng 2 luôn nhé. À, vector bằng nhau thì hoành bằng hoành tung bằng tung cao bằng cao mà đúng không? X trừ 2 bằng trừ 1 em này. Đó, y trừ 1 thì bằng bằng 0. Và cuối cùng z cộng 2 thì bằng 1 thì các bạn giải bình thường ra thì đương nhiên chúng ta tìm x y z. x của thầy sẽ xương xương là bằng mấy nhỉ? 1. Đúng không? y thì sẽ bằng 1 nốt và z của thầy cũng là bằng 1 nốt. À không. -1. Vậy tọa độ điểm D của chúng ta cần tìm đó là gì nhỉ? 1 1 và -1. Đúng chưa? Câu C này là sai. Đó, ok chưa? Câu C nhìn thấy sai chưa? Xong nhá nhưng câu d mới là câu quan trọng nhất đây câu d đây <laughs> a b c bỏ qua nhé bởi vì nó là rất là dễ rồi trong bốn ý này thì các bạn để ý kỹ rằng là thường là ba ý nó rất là dễ chỉ có một ý là khó thôi Và cái ý khó đây mới là ý chốt hạn đúng không ạ muốn biết đúng hay sai muốn làm được tối đa điểm một hay không một điểm hay không thì chúng ta muốn phải tập trung ý d cơ được chưa nào theo mọi người ý d đúng hay sai ý d là dùng gì các bạn dùng tâm tỷ cự đúng rồi chính xác luôn hay quá nhỉ có một số bạn đã tìm ra rồi đấy quá tuyệt vời em ạ tâm tỷ cự chính xác các bạn tập trung đọc đề như sau gọi m tọa độ không y không z không là một hình chiếu vuông góc của điểm y lên mặt phẳng o X, y trong đó điểm y là điểm thỏa mãn đẳng thức này thì các bạn nhớ rõ này điểm a có chưa điểm a có rồi nhá thầy viết lại các bạn tọa độ điểm a như sau a của thầy là viết lại thôi nhá trừ hai ba một Đúng chưa? Điểm B của chúng ta có chưa? Có rồi, trừ 1, 3, 0. Điểm C của chúng ta cũng có rồi nhá 2, 1 và trừ 2. Tức là tất cả ba điểm này thì đề bài đã cho rồi, đúng không? Mà thầy đã dạy các bạn rồi. Khi mà biết được tất cả tọa độ ba điểm này, chúng ta muốn tìm một điểm thỏa mãn một biểu thức. Và cụ thể là biểu thức này. Nhá. Tìm điểm Y. Nó thỏa mãn này, biểu thức đó là hai lần độ à, vector IA trừ vector IB cộng vector IC bằng vector 0. Thì các bạn muốn tìm tọa đổi mi này thì chúng ta sẽ sử dụng gì các bạn? Phương pháp tâm tỉ cự mà thầy đã dạy cho các bạn thì nó chỉ mất tầm 3 giây là mình tìm ra tọa đổi mi. Đúng nhớ nhé, 3 giây thôi bởi vì mấy cái bài này đều dùng máy tính Casio để bấm hết. Hiểu chưa? Đó, thầy dạy các bạn nào nhá, phương pháp này người ta gọi là phương pháp tâm tỉ cự mà thầy đã dạy cho tất cả các bạn ở trong khóa học của thầy rồi. Rất là hay luôn. Được chưa nào? Đó, nhớ nhá. Các tọa độ A có, B có, C có đã có sẵn rồi, tìm tọa độ một điểm B thỏa mãn biểu thức này. Nhưng mà làm sao mình tìm được tọa độ y vừa chính xác, vừa nhanh lại vừa hiệu quả? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng Casio, đúng không? Đó là gì? Các bạn sẽ nhập vào máy tính là các bạn có 2A lớn trừ cho B lớn cộng C lớn đúng tất cả trên 2 trừ 1 và cộng 1 rồi sau đó chúng ta sử dụng CLC Ok không ạ và thầy sẽ lấy máy tính bấm cùng các bạn như sau mọi người chú ý này lấy máy tính ra đây thầy gọi máy tính ra cho các bạn nhá đây rồi Ok rồi các bạn bấm cùng thầy như sau chú ý ờ, uh, 2A lớn đúng không 2A lớn đây trừ B lớn và cộng C lớn mọi người lắng nghe này bạn nào mà chưa biết hoặc là chúng ta mới học thì các bạn chú ý nhé 2 trừ 1 và cộng 1. Ok không? Chúng ta bấm nút CLC đây. Được chưa nào? Thế vậy tóm lại là tìm tọa độ điểm Y thì mình phải tìm 3 thứ, hoành độ, tung độ và cao độ, đúng không? Tương nhiên là mình muốn tìm hoành độ điểm Y thì chúng ta bấm CLC A, A lớn, B lớn, C lớn lần lượt là hoành độ của điểm A, điểm B, điểm C. Ví dụ hoành độ điểm A là bằng 2 thì các bạn bấm 2 bằng. Hoành độ điểm B là trừ 1 thì chúng ta bấm trừ 1 bằng. Hoành độ điểm C là 2 thì các bạn bấm 2 bằng. Đó thì các bạn ra được là bằng 7/2. Thì 7/2 này nó là hoành độ điểm Y. <laughs> Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Tương tự mình muốn tìm tung độ điểm Y thì các bạn bấm CLC tương tự. A lớn, B lớn, C lớn lần lượt là tung độ của điểm A, điểm B, điểm C. Nhá, chúng ta có 3 bằng. Này. Đó, đúng, 3 bằng này. Và một bằng bằng 2. Hiểu không? Tóm lại tung độ điểm Y là bằng 2 đấy Tương tự nhá ZI đúng không? Thì bấm ZA này ZB này ZC này Được chưa? Không Đó Ok chưa? Chúng ta có là 7 phần 2 2 0. Đúng không ạ? Xong Hiểu chưa? 7 phần 2 2 không Vậy suy ra điểm Y của thầy tọa độ là 7 phần 2 2 Hoặc không Đúng không ạ? 1 phần 2 à? Chỗ nào? 1 <laughs> phần 2 á? À? Từ 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 thầy xem nào Chỗ nào chỗ nào chỗ nào? Người yêu cũng nhắc tên thầy rồi <laughs> Chịu 1 phần 2 1 phần 2 chỗ nào? X bằng chữ 1 phần 2 thầy ơi à? Đâu đâu thầy xem nào? Ừm, uhm, bấm lại thôi chim căng đúng không? Để thầy xem nhá X à? X à? X xem lại này à, 2, 1, 1 đúng không? X của điểm A Trừ 2 à? Ok, thì bấm nhầm này. X của chúng ta bằng trừ 2 đúng không? rồi bấm lại C, C nào Trừ 2 bằng này Lại che mất rồi Trừ 1 bằng này Và 2 bằng Trừ à, 1 phần 2 đúng không? Trừ 1 phần 2 Rồi 2 và 0 được chưa? Ok rồi Đó, Cảm ơn mọi người nhé Lúc nãy bị che mất Trừ 1 phần 2 thì các bạn điền vào đây Trừ 1 phần 2 này được chưa? Xóa đi nhé, xóa đi viết lại cho đẹp. Đó, từ đây thì các bạn sẽ suy ra điểm y của thầy nhé. Là trừ 1 phần 2, 2 và 0. Được chưa? <laughs> Đó, sau khi mà mình tìm ra điểm y rồi thì đề bài có hỏi điểm y không? Không, đề bài hỏi điểm m các em ạ. Mà cái điều tuyệt vời nhất bây giờ nó nằm đây này. Mặt phẳng của chúng ta đây là mặt phẳng gì các bạn? OZ. Mặt phẳng OZ nhá. Được chưa Điểm Y của chúng ta có tọa độ sẵn rồi. Trừ 1 phần 2. 2. Không. Đúng không ạ? Đề bài bảo là điểm M là hình chiếu vuông góc của điểm Y lên mặt phẳng OZ. Z Thì tóm lại đề bài có hỏi điểm Y đâu. Đề bài hỏi điểm M cơ mà. Mà tìm hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng thì thầy đã dạy cho các bạn rồi. Mặt phẳng Z là mình nhìn cái tên của nó, mình nghe cái tên của nó là các bạn phải biết làm những gì rồi. Đúng Z có nghĩa là có Y, có Z nhưng không có không có ích đúng không? Tất cả mọi điểm nằm trên mặt phẳng OZ nó đều có 0 BC nhá. Từ đấy thì mình sẽ suy ra hình chiếu của điểm Y lên mặt phẳng này thì các bạn sẽ cho x bằng 0. Y và Z các bạn giữ nguyên là 2 0 luôn. Đó. Hiểu vấn đề chưa? Tóm lại x0 y0 z0 lần lượt là 0 2 0. Thì câu D này đúng hay sai nhỉ? 0 2 0 cộng lại với nhau thì nó bằng 2 chứ, đúng không? Bằng 2 thì đáp án nó sẽ là sai. Đó, hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề chưa các bạn? Xong nhá Câu 4 của chúng ta đã xong Tiếp theo chúng ta chuyển sang cho thầy một cái phần nữa đó Chính là phần trắc nghiệm trả lời ngắn Và trắc nghiệm này thầy xin thông báo với các bạn Là các bạn còn 3 điểm để chúng ta lấy nữa Đúng không? 3 điểm nữa để chúng ta lấy Được chưa? Đấy. Từ 1 đến câu số 6 Tức là chúng ta có tổng cộng 6 câu trong phần này Và đây là form mà sau này chúng ta sẽ thi đèo các bạn nhé Sẽ thi theo đúng form này luôn Chuẩn chưa nè? À, có một điều rất tuyệt vời và cũng là may mắn cho các bạn bởi vì số điểm của từng câu trong bài này sẽ bằng nhau là đều bằng 0,5 điểm. 0,5 điểm trên một câu. Ok chưa? Nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ có nhược điểm tóm lại là bài này nó sẽ không có đáp án để chúng ta ước lượng, cũng không có đáp án để chúng ta linh cảm, mà cũng càng không có đáp án để chúng ta random. Chính vì như vậy nên là bài này là một trong những phần mà hầu như chúng ta phải học thật và phải thi thật. Mà nó khó là nằm ở chỗ là phần này toàn là bài toán thực tế. Đó, nó có khó chỗ đấy. Được không ạ? Phần này toàn toán thực tế thôi. Tức là mình không thể đọc mà mình cảm nhận để mình mình khoanh bừa được. Được chưa? Chính vì như vậy, phần này thầy khuyên thật là các bạn học nghiêm túc và tử tế thì các bạn mới làm được. Được chưa? Và đương nhiên rồi, thầy sẽ dạy cho các bạn nhé chúng ta sẽ đi từng câu một như sau. Câu 1, đọc đây nhá. Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, cái nồng độ của thuốc trong máu sau x phút được xác định bởi một cái công thức như sau là C. Trong đó C là gọi là nồng độ thuốc trong máu sau x phút. Đúng không? Thì bằng 30 trên x bình cộng 2. Được chưa? Đã có một cái mình, hình minh họa đây cho chúng ta xem. Đó nhá. À, để đưa ra lời khuyên và cách xử lý phù hợp cho bệnh nhân thì ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng đang tăng như các bạn em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu C đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm câu này dễ nhỉ đọc đề thì nó dài vãi trưởng ra nhưng làm thì thầy nghĩ rằng nó siêu ngắn Tất cả các bạn sau khi hiểu đề rồi thì các bạn sẽ làm được ngay 100% nhé Thì cam kết luôn Các bạn chỉ có mỗi việc đọc đề và hiểu nó thôi Còn bài này thì thầy tự tin là các bạn ai cũng làm được Đúng không? Kể cả các bạn học ngu thì vẫn làm được Lý do vì sao? Bởi vì bấm được Casio các bạn Những bài toán nào mà có trong đề thi của chúng ta Mà bấm được máy tính Casio Nó đều được gọi là những bài toán dễ Thế thôi Chẳng qua là các bạn hiểu đề để chúng ta nắm được cách bấm là được Đúng không? Ví dụ là sao? Tóm lại trong bài này thì các bạn để ý nghĩ là đề bài chúng chúng ta cho chúng ta một hàm số x nó là bằng 30 x tất cả trên x bình cộng 2. X của chúng ta là phút là thời gian. Còn C là gọi là nồng độ thuốc trong máu. Đúng không? Và đề bài hỏi một câu như này này. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu C đạt giá trị cực đại. Đó là bao nhiêu? Trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm có nghĩa là đề bài hỏi gì đề bài hỏi x mắc bằng hỏi chấm đúng không khi nào bằng bao nhiêu khi x thuộc khoảng từ 0 đến 6 đúng không? x thuộc khoảng từ 0 đến 6 à, hiểu vấn đề không ạ y như kiểu tìm cực đại ấy, tìm mắc ấy các bạn thế thôi nếu mà tìm mắc hay tìm min của một bài toán mà kể cả nó là khoảng hay đoạn chúng ta đều bấm một Casio mà Đúng không? Trong máy tính của chúng ta nhé, trong chương trình trung học phổ thông thì mạnh nhất vẫn là table Còn uh, lên đại học thì chúng ta sẽ học ma trận mạnh nhất Đúng không? Vậy bài này thì các bạn chỉ cần bấm mode 8 mọi người nhé Sử dụng trực tiếp Casio để các bạn sẽ chốt được đáp án luôn Đúng không? Uh, các bạn bấm mắc min của một hàm số thì thầy đã dạy cho các bạn rất nhiều rồi nhé Bước đầu tiên là mọi người sẽ nhập hàm số vào máy tính 30x thì các bạn bấm 30x này tất cả chia x bình cộng 2 thì các bạn bấm được chưa? Nhưng x của chúng ta đã chặn ở trong khoảng từ 0 đến 6 thì các bạn bấm chưa thôi. Bước này thì chúng ta lấy 6 này, này, cái cuối chữ cái đầu chia cho 20. Đó, ok chưa? Và đề bài hỏi gì đây? Đề bài ở cái mắt của chúng ta thì các bạn sẽ nhìn cho thấy bên cột Fx. Phải nhìn nhá. Nhìn mấy cột Fx này này. Được chưa? Chúng ta xem là thằng nào là lớn nhất là được nhưng mà mấy bài này thì bấm cái casio thì có cả một vấn đề các bạn nhé bởi vì nó phải lưu ý rằng là nó là điền đáp án mà điền đáp án mà các bạn chỉ sai một số thôi sáu phẩy bảy tám thì không? mà các bạn điền sáu phẩy bảy là các bạn vẫn sai nhé lưu ý nhé sáu phẩy bảy tám là điền đúng sáu phẩy tám còn các bạn điền sáu phẩy bảy là các bạn vẫn sai đấy nhá thế nên là nó sẽ cần độ tính xác rất cao nên mặc dù các bạn biết bấm máy tính rồi nhưng các bạn phải cần thêm một kỹ năng nữa là kỹ năng đọc kết quả của máy tính nhé yeah, thầy nói lại là kỹ năng đọc kết quả của máy tính. Bấm máy tính là một chuyện nhưng đọc được nó và hiểu nó là chuyện khác. Ví dụ trong bài này. Ví dụ trong bài này này các bạn bấm này tính như đúng rồi luôn đúng không? Nhìn vào đây thì mình có thể để ý rằng là nó sẽ rơi vào tầm khoảng ạ, đây. Đó, à, các bạn thấy không ạ? 10,58. Đúng không? 10,58 các bạn thấy không? Thấy 10,58 không? À? Thì một số bạn cho rằng đây là giá trị lớn nhất mười phẩy năm tám đúng không đúng không đấy nhưng lỡ may nó còn có giá trị nó cao hơn thì sao các bạn nhé 10,58 phẩy năm tám có thể là các bạn điền vào đây là 10,6 phẩy sáu luôn nhưng mà lỡ may mười phẩy bảy thì sao hoặc mười phẩy tám thì sao cái quá trình bấm mắt min này thì nó chỉ bấm sấp xỉ thôi các bạn nhé vậy cái điều tối kỵ nhất là các bạn phải tìm được cái giá trị càng chính xác càng tốt thì chúng ta cần thêm một kỹ năng nữa đó là các bạn kỹ năng dò Ví dụ trong bấm lần đầu tiên thì mọi người chỉ mang tính chất phỏng đoán thôi nhé. Hiểu không? Đây này. Mình chỉ đoán nó thôi. Nó chưa chính xác tuyệt đối đâu các em nhé. Các bạn đừng ngộ nhận là thằng này chính xác. Bởi vì trong những cái bài toán bấm mắc minh thì đến 99,99% ,99 đó là bài toán sấp xỉ. Nên khi mà mọi người bấm được ra lần đầu thì nó chỉ là kết quả các bạn phỏng đoán thôi. Đúng không? Mình đã đoán ra bằng 10,58 đúng không? Nhưng lâu mai nó còn có thằng nó to hơn thì sao? Vậy làm sao để mình tìm được cái thằng to hơn đấy? thì các em hiểu là chúng ta đang đạt được giá trị mắc cái x bằng năm thì các bạn dò xung quanh x bằng một năm này này để các bạn kiểm tra xem còn có thằng nào nó to hơn được nữa không đúng không dò xung quanh một năm đúng không thì các bạn bấm lần thứ hai thôi một năm thì chúng ta dò xung quanh giả sử như thầy sẽ bấm từ một ba đến một sáu chẳng hạn đúng không? bước này thầy sẽ cho tầm khoảng không phẩy một đó được chưa để thầy dò xung quanh nó xem là có thằng nào nó lớn hơn phẩy năm tám không đấy đây này đó, à, đấy, 595 này, thấy không? Đó, 10,601 này, 603 này, 605 này, 606 này. Đó, 606 luôn, các bạn thấy không ạ? Nếu như bạn nào thông minh thì chúng ta biết là cái giá trị lớn nhất của ta 10,606 tại x bằng 1,41 tức là tại x bằng căn 2. Các bạn nhé, bấm cái số là một nghệ thuật và người bấm và đọc được cái số đấy là một nghệ nghệ sĩ đấy các bạn nhé. Đúng không ạ? Đó, tức là trong bài này chúng ta hoàn toàn kết luận là cái giá trị lớn nhất nó là bằng 10,606 khi x bằng căn 2 là 1,41 xong. Hiểu vấn đề chưa? Đấy này. Lúc này chúng ta đọc là 10,58 đúng không? Nhưng 10,58 này các bạn nhớ rõ là nó nó chưa phải lớn nhất. Cái lớn nhất mà các bạn bấm được chính xác nó là thường là nó rơi vào tầm lần 2 Đây, 10,606 đó là giá trị đến 99,9999% rồi là chính xác. Các bạn hiểu chưa? 10,606 chốt xong. Đúng không ạ? Hiểu vấn đề chưa? Đó, xong nhá. Sau khi mình làm xong rồi thì mình sẽ làm sao? Nghe này. Mình tìm ra mắc của nó là 10,606. Đúng chưa? Đó, nhưng mà nghe thầy dạy này. Trong đề của bộ thì người ta sẽ có bốn ký tự. Đó, nhá, trong phần uh, điền đáp án này người ta bốn ký tự mà các bạn điền thừa điền thiếu đều sai hết, đều vi phạm nội quy hết. Vậy điền thế nào cho đúng? Nhớ này. Nó có bốn ký tự đúng không? 10 thì 606 thì các bạn điền là gì các bạn? 1 này. 0 này. Phẩy. 606 thì đương nhiên làm tròn lên là 6. Chấm hết. Nhá, đừng làm tròn lên 7 nhá, bởi vì 10 6 với 10 7 là đề bài sẽ sai các bạn nhá, đánh sai luôn đấy. Chỉ cần sai 0,01 thôi là các bạn thấy là sai hết rồi. Nên là trong quá trình mà làm đúng sai hoặc là điền đáp án này nó rất là dị đúng yêu cầu là phải làm đúng tuyệt đối nhá các bạn mới điền 10,6 đúng không các bạn làm ra 10,6 mà các bạn tự nhiên hâm mà các bạn điền 10,7 là các bạn sai rồi hoặc thậm chí 10,5 nhé lúc này 10,55 hoặc 10,58 mà các bạn điền lên số 5 là các bạn sai rồi máy tính nó sẽ không nhận nhé cho dù chúng ta thi chương trình mới chương trình cũ thì hiển hiển nhiên là máy tính chấm chứ không phải người chấm nên không có sự nhân nhượng đâu em nhé phải làm điền đúng cho thầy được chưa đấy Mặc dù thầy nhắc các bạn thôi nhưng mà các bạn yên tâm đi, không thừa đâu nhá. Đi thi thì nhiều bạn vẫn bị lỗi này lắm. Thầy nhắc cho các bạn những cái gì đó đều là những thứ rất là quan trọng và cực kỳ trọng tâm, để không thừa đâu nhé Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 2. Mọi người hiểu câu số 1 chưa? Bao nhiêu bạn hiểu câu số 1 thì mọi người comment số 1 xuống dưới nào. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy. 10,6 đúng rồi, chính xác 10,6 Nào, thầy hỏi lại một lần nữa nào Các bạn đã hiểu bài của câu số 1 chưa? Có dễ không ạ? Đề thì nó rất là dài mà đa số toán thực tế hết. Thầy chỉ nói các bạn là những cái phần như thế này thì các bạn cần kỹ năng nhiều hơn về cần về kiến thức. Tại sao? Bởi vì kiến thức nó cũng chỉ quanh đi còn lại mấy thấy những ràng đấy thôi. Kỹ năng ở đây nó nằm ở chỗ là các bạn đọc kỹ đề, hiểu đề là tuyệt vời nhất. Đúng không? Đọc đề nhá, đề rất dài nhưng mà bản chất thì nó lại rất dễ. Được chưa? Đó, nếu 25,49 thì điền 25,5 ạ. Đúng rồi, đi nữa. <laughs> Nhá, rồi tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 2 <laughs> Nào câu số 2 các bạn ơi <laughs> Cho chúng ta một hàm số fx đây Hàm số fx này là một hàm số bậc 4 trùng phương đúng không ạ Và có hệ số A là tham số Gọi là thủ thực Nếu mắc của fx trên đoạn từ 0,2 bằng f tại 1 Thì min của fx trên đoạn từ 0,2 bằng bao nhiêu Hay chưa? Câu số 2 này thì đòi hỏi chúng ta cần tư duy hơn một chút xíu. Bởi vì hàm bậc 4 này của chúng ta nó sẽ luôn luôn liên tục mọi người nhé. Chắc chắn là luôn luôn liên tục bởi vì lý do rằng là nó đa thức. Và tất cả các hàm đa thức nó đều liên tục trên R. Hiểu chưa? Mà đề bài bảo là mắc của Fx trên đoạn 02 bằng S1. Bằng giá trị tại 1. Tìm min của nó. <laughs> Nào các bạn nào là câu số 2 không ừ. <laughs> Giờ hơi giòn rẽ rồi đúng không Thôi rồi thầy giải luôn cho các bạn nhé Các bạn nghe này Hàm của chúng ta là một hàm đa thức Nên nó luôn có sự liên tục Và đây bài bảo trên đoạn 02 thì nó lại đạt giá trị tại 1 Có nghĩa là à Nó sẽ có dạng này các bạn này Đây là F tại 0 chẳng hạn Đây F tại 2 chẳng hạn Và đây F tại 1 chẳng hạn tức là chúng ta vẽ cái đồ thị của nó trên đoạn từ 0 2 ra thì các bạn khẳng định là một là giá trị lớn nhất tức là nó sẽ là cái điểm cao nhất của đồ thị đạt được đúng không đây này các bạn nhìn cái này không? các bạn khai thác cái dự giả thiết này mọi người này trên đoạn từ 0 đến 2 mà giá trị lớn nhất của nó lại đạt được tại một tại x bằng một thì hiển nhiên đồ thị của nó phải là như thế này thì thằng này mới là đỉnh cao nhất của nó được nó mới là mắc được đúng chưa và dựa vào cái này các bạn hoàn toàn tư duy được là gì? Trên đoạn từ 0 đến 2 mà giá trị lớn nhất bằng tại F tại 1 Có nghĩa là tại 1 này người ta gọi là gì các bạn? Nó chắc chắn phải là điểm cực đại luôn Hiểu không? Đấy, nó chắc chắn phải là điểm cực đại Thì nó mới đạt được mất Đúng không? Đúng không? Đấy, vì vậy mình sẽ suy ra đạt điểm cực đại tại X bằng 1 thôi đúng không? Vậy chúng ta suy ra là F tại 1 nó chính là y cực đại hay nó chỉ xa hơn hoặc oh. x cực đại nó chính là bằng một mà các bạn nhớ x cực đại hay cực tiểu thì nó đều sinh ra từng nghiệm của đạo hà đúng không? tức là mình tính f phẩy x này ra f x nó sẽ có 4 a x mũ 3 cộng với cả 4 nhân a cộng 4 nhân x đúng không ạ nếu như các bạn cho bằng không thì chúng ta phải có nghiệm x bằng một vào nhé vậy chúng ta có f phẩy tại một bằng không tương đương với 4A nhé, Thấy bằng 1 vào thôi nhé Cộng với gì nhỉ 4A cộng với cả 16 luôn Thì bằng 0 Đúng không đây 4A này Cộng 4A là bằng 8A 8A cộng với 4 x 4 16 bằng 0 Thì A của chúng ta mới nha 8A bằng 16 Thì A của chúng ta bằng mấy các bạn A bằng 2 Đúng không Đấy, sau khi bạn tìm A bằng trừ 2 thì các bạn sẽ suy ra cái hàm Fx của chúng ta nó sẽ là một hàm số tường minh rồi. Đúng không ạ? Nó là bằng trừ 2 x mũ 4. Đúng không? Cộng với cả A bằng trừ 2, trừ 2 cộng 4 là bằng 2, 2 nhân 2 là 4 luôn nhé. 4 x bình luôn. Và trừ cho 1. Sau Có nghĩa là mình đã truy được hàm rồi đúng không? Đề bài hỏi là giá trị nhỏ nhất trên đoạn từ 0 đến 2 bằng bao nhiêu? À, vậy chúng ta sẽ xét hàm số này trên đoạn từ 0 đến 2. Đúng không? Để các bạn tìm gì các bạn? chúng ta tìm min của nó. Đúng không? Thế đây, bây giờ chúng ta bấm máy tính không gì nữa? Đúng không? Đấy thì các bạn bấm máy tính thì chúng ta sẽ bấm như bình thường luôn nhá, bấm mode 8 này. -2 mũ 4 thì nhập vào này. Được chưa? Cộng +4x bình nhá. Đó, và trừ cho 1 đúng không? Trên đoạn từ 0 đến 2 nhá, 0 bằng 2 bằng thì bước nhảy auto 01 là đẹp nhất rồi. Nào, giá trị bé nhất đúng không? Chúng ta xem nào, trừ -1 này. Đây, 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 đây. Chư 17. Anh em ạ, 17. Thấy chưa? Đấy, truy được hàm đó thì còn việc còn lại là tìm min max thì bấm máy tính còn gì nữa. Trong tất cả những số nó nằm bên cột Fx, thằng nào là bé nhất thì đó là min luôn. Và các bạn nhận thấy là giá trị nhỏ nhất của nó bằng trừ 17 tại x bằng 2. Được chưa? Vậy mình kết luận luôn thôi. Xong. Đúng không ạ? Và rõ ràng là khi các bạn điền vào đây là các bạn điền trừ 17 nhá. Xong. Trừ 17. Được chưa? Câu 2 sau Tiếp theo chúng ta chuyển sang thầy câu số 3. Đây là câu mà thầy đánh giá là hay nhất của chúng ta. Đúng không? Câu 13 như sau: Cho chúng ta một hàm số phân thức mà có tham số m đây. Bậc cao nhất trên tử là bậc 1. Bậc cao nhất dưới mẫu là bậc 3. Đúng không? Đề bài yêu cầu là chúng ta phải tìm những giá trị nguyên của m để cho nó có đồ thị của nó có đúng bốn đường tiệm cận. Và mời của chúng ta bắt buộc nó phải thuộc đoạn từ 0 đến 2025. Đây là một câu mà thầy đánh, đánh, thầy đánh giá là hay nhất bởi vì nó cần tư duy, cần khả năng tính toán. Và đương nhiên nó cũng cần những cái phản xạ nhất định thì các bạn mới xử lý được. Được chưa? câu số 3 này thì các bạn làm như thế nào? Mọi người có đáp án chưa? Câu số 3 các bạn có đáp án chưa? <laughs> Không à. <laughs> Câu số 3 này mình phải như, lưu ý thầy như sau nhé. Có đúng bốn đường tiệm cận thì trong bài này thì nó chắc chắn nó chỉ có hai loại thôi, một là tiệm cận đứng hai là tiệm cận ngang, không có xiên đâu nhá. Bởi vì hôm trước thầy đã dạy cho các bạn muốn có tiệm cận xiên thì nó là hàm phân thức có bậc tử lớn hơn bậc mẫu và cụ thể nó phải lớn hơn một bậc thì nó mới có xiên được. Riêng thằng này thì không bao giờ có xiên. Nó chỉ có đứng hoặc là và ngang thôi mà hoặc đứng và ngang. Được chưa? Nhưng mà mình tư duy được cái điều tối thiểu nhất các bạn này. Nghe này bậc cao nhất trên tử là bậc bậc 1. Đúng không? Bậc cao nhất dưới mẫu là bậc 3. Có nghĩa là mình đang có hiện tượng là bậc tử bén bậc mẫu. Đúng không? Mình không cần biết là bén bao nhiêu bậc, chỉ cần biết bậc tử chắc chắn bén bậc mẫu thì suy ra điều gì? Suy ra điều gì? Nếu bậc tử bén bậc mẫu, một hàm phân thức nhá có tử và mẫu đúng không? Nếu bậc tử bén bậc mẫu thì suy ra điều gì? đồ Suy ra cái đồ thị của nó nó sẽ có duy nhất một đường tiệm cận ngang mang tên là đường thẳng y bằng y bằng 0 nhá. Duy nhất này, một tiệm cận ngang mang tên y bằng 0 như thầy. Được chưa? Chắc chắn nó có duy nhất một tiệm cận ngang nhá, y bằng 0. Mà đây bài bảo có đúng bốn đường tiệm cận. Mà các bạn đã tìm được một tiệm cận ngang rồi. Thì chắc chắn ba thằng còn lại nó phải là tiệm cận đứng. Hiểu vấn À vậy mình sẽ tư duy rằng là cái phương trình này, cái hàm số này nó trở về một bài toán cực kỳ hay Đó là chúng ta phải tìm m Để cái đồ thị của nó Có mấy các bạn? Có ba đường tiệm cận đứng Thế mới tắt nhé Tiệm cận ngang làm sao có cần biệt luận ở đâu Tiệm cận ngang nó chắc chắn có một thằng này rồi, không có thằng thứ hai Hiểu không? Đó mà đây bà bảo có đúng bốn đường tiệm cận Thì ba đứng cộng một ngang có đủ bốn thằng không? Nhưng mà chúng ta tìm M nó phải dựa vào tiệm cái đứng để các bạn biện luận Đó hiểu vấn đề không ạ Bậc 3 có 3 nghiệm là được Chuẩn chưa Chuẩn chưa Vậy Có 3 nghiệm được khi nào Khi và chỉ khi mẫu của chúng ta có 3 nghiệm phân biệt đúng không X mũ 3 này 2 m x bình này Cộng với m bình Cộng 1 Nhân x Trừ m bằng không đúng không ạ thằng này phải có gì các bạn có ba nghiệm phân biệt là được nhưng mà nó phải khác nghiệm một trên tử là được nhé tử của chúng ta có nghiệm bằng 4 thì nó phải khác nghiệm 4 đi đấy đây là mấu chốt của vấn đề đấy và đương nhiên nó sẽ trở về bài toán rất bình thường để chúng ta biện luận mẫu của chúng ta có ba nghiệm phân biệt nó khác nghiệm tử thì tất cả ba nghiệm đấy hiển nhiên nó đều gọi là tiệm cái đường hết đúng chưa nhưng mà mọi người phải tư duy giúp thầy xem rằng là một phương trình bậc 3 khi nào có ba nghiệm phân biệt bậc hai có hai nghiệm phân biệt thì mình chỉ mỗi delta lần không được nhưng bậc ba khi nào có ba nghiệm phân biệt khi nào bạn đã biết không khi nào bậc ba có ba nghiệm nhỉ bậc hai có hai nghiệm phân biệt thì đương nhiên chúng ta dùng delta delta phẩy dương đúng không nhưng bậc ba có ba nghiệm phân biệt khi nào đấy mới là câu hỏi cần tư duy các bạn ạ <laughs> khi nào bậc ba có ba nghiệm phân biệt thì thường nó sẽ xảy ra hai trường hợp Trường hợp một là cái đồ thị bậc ba này nó cắt trục hoành tại ba nghiệm phân biệt thì cực đại và cực tiểu nó nằm trái giống nhau so với cực trục hoành. Đúng không? Đó là trường hợp một nó khó hơn. Trường hợp thứ hai nó dễ một chút xíu luôn. Bậc 3 mà có ba nghiệm phân biệt này thường là các bạn tìm được một nghiệm đẹp. Và các bạn phân tích thành một bậc nhất nhân với bậc hai. Đúng không? Tức là để giải quyết được ba nghiệm phân biệt thì bắt buộc chúng ta phải tìm được một nghiệm đẹp trong ba nghiệm đấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Bắt buộc nhé và đây là cũng là cách phổ biến các bạn. Phổ biến. Ba nghiệm phân biệt thì chắc chắn các bạn phải tìm được một nghiệm đẹp trong ba nghiệm đấy. Đúng không? Nhưng làm sao mình tìm được nghiệm đẹp đấy? Thì thầy có dạy cho các bạn là Casio Talo. Có Casio Talo thôi nhá. Các bạn làm sao? Nghe này. Làm sao để mình biết được cái phương trình của ba này có nghiệm đẹp hay không? Cách một là nhầm. Đúng không? Nhầm. <laughs> Nhưng mà không phải bài nào các bạn không nhầm được đâu nhá. Ví dụ bài này các bạn không nhầm được đâu. Bởi vì có bậc 2, bậc 1 này không nhầm được đâu. Cách tốt nhất là dùng Kaiso để các bạn bấm máy tính. Đúng các bạn bấm Mode 923 cho thầy. Giải phương trình bậc 3 bình thường, chúng ta gán M bằng 100 hoặc M 1000 vào thầy. Đúng không? Đây, hệ số A mà A bằng 1 nhá. Bấm 1 bằng hệ số B của chúng ta mới nhỉ? Trừ 2M đúng không? Trừ 2M thì các bạn gắn M 100 nhé. Thì chúng ta có trừ 200 bằng này. Hiểu không? Cậu chỗ nào có M thì các bạn thay 100 vào. M bình cộng 1 đúng không? M bình cộng 1 thì là 100 bình cộng 1. Chỉ mà căng. Đó Đúng chưa Còn hệ số D của ta trừ M là trừ 100 Có nghĩa là chỗ nào có M thì mình đang gắn nó bằng 100 Hoặc 1000 đều được hết Đúng không? các bạn bấm bằng để mình tìm năng nghiệm Đó Các bạn nhìn thấy gì chưa chưa Có nghiệm bằng 100 Ok không Tiếp tục bây giờ chúng ta gắn M bằng 1000 đi Để mình bấm thử một lần nữa cho nó chắc đúng không 1 bằng A bằng 1 bằng này A vẫn là 1 nhá B là trừ 2M đúng không? Trừ 2M là trừ 2 nhân 1000 là trừ 2000 này Đúng không? C của chúng ta là M bình cộng 1 đúng không? M bình cộng 1 là 1000 bình cộng 1 Đó, Hiểu không ạ? Còn D của chúng ta trừ M là trừ 1000 Đấy, cứ gắn vào Đó Và sau khi hai bần, hai lần bấm xong thì mình thấy là Đều có một nghiệm đẹp Lúc này chúng ta gắn M100 thì chúng ta tìm được nghiệm 100 Bây giờ chúng ta gắn M bằng một nghìn thì các bạn tìm được một nghiệm một nghìn có nghĩa là các bạn nhớ là chỗ thầy là nó sẽ tìm được một nghiệm x bằng gì các bạn x bằng gì đây rồi ai không sau khi mình bấm Casio xong thì mình hiểu rằng nó sẽ có một nghiệm mang tên là x bằng m hiểu không x bằng m thì làm sao x bằng m thì suy ra là à cái phương trình này nó phải nhân phân tích đa thức thành nhân tử là x trừ m nhân với một cái gì đấy tức là bây giờ chúng ta phải phân tích đa thức thành nhân tử vì có nghiệm x bằng m nên phải có nhân tử x trừ m. Đúng không? Mà các bạn biết rằng thằng này bậc 3, chính vì như vậy nên trong ngoặc đơn này nó phải là một phương trình bậc 2 nữa. Đúng không? Bậc 1 nhân bậc 2 mới bằng bậc 3 được. Và các bạn phân tích đa thức thành nhân tử để chúng ta tìm ra cái trong ngoặc đấy là sao. Đúng không? cái duy nhất mà các bạn thấy hay nhất đó là à mình nhẩm ra một nghiệm x bằng m rồi thì nó phải có nhân tử x trừ m và nhân với một cái phương trình bậc 2. Đó, hiểu vấn đề không ạ? Thế bây giờ làm sao mình tìm được phương trình bậc hai này thì các bạn có rất nhiều cách nhé một là các bạn sử dụng hockne hai là sử dụng phép chia ba là sử dụng phương, um, cái phân tích đa thức nhân tử đúng không có rất nhiều cách nhưng trong bài này để mà các bạn làm nhanh nhất gọn nhất là các bạn nên phân tích đa thức thành nhân tử ví dụ x mũ ba đây để xuất hiện cái nhân tử x trừ m thì chúng ta sẽ có trừ m bình em này đó hiểu không ạ thì trừ hai m thì nó thiếu đi cái gì mình bổ sung vào trừ m bình đúng không thì nó như là cộng mới này nhân bung ra thôi cộng x này trừ m bằng không thôi em Không tin thì nhân ngược lại vào đây gọi là phân tích đa thức thành nhân tử đúng không chúng ta nhóm này nhóm thằng này với nhau nhá thì có phải đặt x bình làm nhân tử đúng không trong vòng x trừ m không cái này nhóm lại với nhau thì đặt uh, m làm nhân tử chung nhá đặt trừ m làm nhân tử chung thì đúng hơn đúng không trừ m làm nhân tử chung đúng không ạ à cộng m bình đúng không ạ m bình x nhá m bình x xin lỗi các bạn m bình x thì chúng ta đặt m x làm nhân tử chung trừ mở x làm nhân tử chung đúng không? Đúng không? Trừ mở x làm nhân tử chung thì trong ngoặc sẽ còn là x trừ m Được chưa? Chỗ này cũng còn x trừ m nữa này. Đó, hiểu vấn đề không ạ? Rồi sau đó thì mình nhóm là nhân tử chung x trừ m làm nhân tử chung nhá. Trong ngoặc sẽ còn gì? x bình trừ mở x và cộng 1 bằng 0. Hay không? Nhưng mà vấn đề là khi nào phương trình này có ba nghiệm phân biệt. <laughs> Khác nghiệm 4 nhé. Phương trình này nó yêu cầu luôn luôn phải có 3 nghiệm phân biệt. Và khác nghiệm 4. Thì 3 nghiệm phân biệt đấy nó là 3 điểm. ba tiệm phải đứng luôn. Đúng không? Bây giờ chúng ta liệt kê tất cả điều kiện ra nhé. Các bạn nghe này. Ờ, cái gì mà chúng ta thấy quan trọng là phải nhắc lại 3 lần. Khác nghiệm 4 nhé. Tại sao phải khác nghiệm 4? Vì nếu như trùng nghiệm 4 thì chúng ta phải tiệt tiêu cái nghiệm đấy đi. Khi đó nó mất mất một tiệm cái đứng rồi Đúng không? Nên nó phải khác nhé. Nào bây giờ thầy, thầy uh, sẽ xử lý cho các bạn từng ý như sau. Đây là bậc nhất nhân bậc hai đúng không? Thì để có ba nghiệm phân biệt thì các bạn có một nghiệm x bằng m này này. Thì chắc chắn là cái thằng này nó phải có hai nghiệm nữa. Thằng bậc hai thì có hai nghiệm nữa thì các bạn có dùng delta lớn không này? Đúng không? Đây này phương trình này này, phương trình bậc hai này phải có hai nghiệm nữa. Đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ phải có nghiệm gì nhỉ? Khác nghiệm 4. Khác nghiệm 4 có nghĩa là mình thay số 4 vào đây này nó phải khác không? Hay là chứ xác F tại 4 phải khác không? Tiếp theo thằng này có một nghiệm x bằng m này. Thì m của chúng ta cũng phải khác 4 em nhé. Đó, đây có nghĩa x bằng m này thấy không? Thì nếu mà m bằng 4 thì nó giống y thằng trên mất rồi. Dưới là x chữ 4 à? Trên là x chữ 4 là trên tiếp mất rồi. Hiểu chưa? Thầy nhắc lại. ba điều kiện này. Điều kiện thứ nhất delta dương là gì? Delta dương để phương trình bậc hai này có hai nghiệm phân biệt. f tại 4 khác không để chúng ta thay 4 vào đây này, thì nó không thỏa mãn. Đúng không? m khác 4 bởi vì thằng này có nghiệm x bằng m. Nếu như m bằng 4 thì nó trùng nghiệm trên rồi, đúng không? Theo các bạn, chúng ta cần thêm một điều kiện. Nữa. Đó là điều kiện gì? Mình phải liệt kê tất cả ra các bạn nhé. Cần thêm một điều kiện nữa thì theo mọi người đó là điều kiện gì? Thì mới đủ được. Ba nghiệm phân biệt khác nghiệm 4 Thầy đố các bạn biết là có thêm một điều kiện nữa Đó là điều kiện gì à, Bạn biết không <laughs> Đó là Chịu chưa Đó là F tại M phải khác không Bởi thằng này có một nghiệm bằng M Đúng không? Lỡ may thằng này cũng có một nghiệm bằng M Thì hai nghiệm trùng nhau thì nó được tính bằng 1 Vì vậy Thằng này có tổng cộng 4 điều kiện này thì nó mới thỏa mãn Hay chưa hay không nếu như thiếu một trong bốn điều kiện này thì chắc chắn các bạn sai bài này thì nhìn có vẻ dễ nhưng nó dễ sai đúng không các bạn phải làm đầy đủ và xúc tích của nó thì nó phải có đủ bốn thằng này nếu thiếu một trong bốn thằng thì bài sai hết hay không ạ nhá yeah. à, phân tích và các bạn nhớ có lý do của từng thằng một nhá yeah. nào bây giờ chúng ta giải bình thường thôi nhé vấn đề giải thì không phải là là cái gì nó to tát lắm bởi vì thầy tin là ai cũng giải được delta thì ai mà chả biết bằng b bình trừ 4 ac b bình là m bình đấy trừ 4 AC trừ 4 thôi em. Đúng không? F tại 4 khác 0 thì chúng ta thay một số 4 vào đây. 4 bình em này là bằng 16 em này. Trừ cho 4M này. Cộng 1 này. H0 này. M khác 4 này. Để nguyện này. F tại M khác 0 thì thay M vào đây. M bình này. Trừ M bình luôn này. Cộng 1 khác 0 này. Đó. Ok không ạ? Sau đó mình giải xương xương ra thì các bạn có M bình lớn 4 nhé. M bình lớn 4 thì M nó lớn 2 hoặc là m nó bén trừ hai được chưa thằng này m mấy m khác bốn nhá đúng chưa m chỗ này là sẽ khác mấy đâu nhỉ là mười bảy phần tư đúng chưa đấy xong rồi rồi sau đó thì đề bài sẽ yêu cầu là m nó thuộc đoạn này đúng không m thuộc đoạn này thì chúng ta kết hợp luôn cho nhanh nhé nào các bạn nghe này kết hợp điều kiện này kết hợp đó điều kiện đề bài nhá đó là m nó sẽ nằm trong đoạn từ không cho đến 2025 đúng không? Được chưa? Thì mình gom lại lại để chúng ta chốt luôn nhá. M lớn bằng 0 thì các bạn có này, thứ nhất là chúng ta có nửa khoảng từ 0 cho đến a uh, -2 à. M lớn bằng 0, M bằng trừ -2 khác 4. M lớn 2. À uh, M khác 4. À vậy chúng ta sẽ lấy thứ ba các bạn. Đúng không? M của chúng ta bằng thứ nhất là chúng ta có 3 này. Đó. Đúng không? lớn 2 này. Nếu như bạn nào mà chúng ta chưa biết cách kết hợp nghiệm thì các bạn nếu như này thì chúng ta tự mờ lớn 2 này 7n2025 Được chưa? Nào? Và mờ khác 4 là được Sau đó thì các bạn kết hợp nghiệm thì các bạn có mờ bằng 3 Rồi chúng ta có mờ bằng đoạn từ 4 không được đúng không? Từ 5 đến 2025 Đấy, Các bạn đếm xem có bao nhiêu giá trị của mờ nhé Từ 5 đến 2025 là chúng ta lấy 2025 trừ đi 4 Là các bạn có 2021 2021 nhưng cộng với số 3 nữa là các bạn có tổng cộng là 2022 giá trị M Đúng không ạ? Thì các bạn điểm ở đây là 2022. Đấy, một bài toán hay không ạ? Một bài toán hay không ạ? Tức là để làm được bài toán này thì ngoài cái vấn đề liên quan các bạn có kiến thức ra nhá, nó cần phải có tư duy nữa các bạn. Tư duy là tư duy biện luận đấy các bạn. Hay không? Đó nhá, đó chính là cái câu số 3 của chúng ta là như vậy. Và các bạn nên cắt lại màn hình hoặc là mọi người nên chủ động chị chúng ta chia sẻ về để chúng ta lưu lại những cái bài hay như thế này. Bởi vì sau này chắc chắn là chúng ta sẽ cần có những cái bài này để chúng ta sẽ xem lại được. Đúng không? Nhiều lần chúng ta sẽ gặp lại bài toán này đấy. Được chưa? Tiếp theo thầy cho chúng ta chuyển sang câu số 4. Câu số 4 này mà câu mà thầy nhớ cũng là đã từng làm cho các bạn rồi đấy. Nhưng chẳng qua các bạn có nhớ không thôi. Và câu số 4 như sau, mọi người cùng đọc đề nhá. Trên một trang giấy của một quyển sách tham khảo toán học được căn lề trái, căn lề phải, căn lề trên và căn lề dưới. Phần bên trong để dùng để in chữ. Biết rằng diện tích phần in chữ là 384cm vuông. Hỏi để diện tích trang sách là nhỏ nhất thì chiều dài của trang sách bằng bao nhiêu cm? Đúng không? Thì rõ ràng là sách của chúng ta thì các bạn biết rồi mà. Đây này, hình chữ nhật này em này. Đó. Đúng không? thì thầy giả sử gọi chiều dài là chiều dài là x đó đúng không chiều rộng là y của chương sách của chúng ta là như vậy nhưng mà vấn đề là đề bài yêu cầu là gì căn lề trái căn lề phải à đây lề trên này nhá lề dưới này lề trái này lề phải này. Đúng không? Thì các bạn nhớ là căn lề trên và lề dưới đều bằng 3 cm, tức là thằng này 3 cm này. Đúng thằng này cũng 3 cm em này. Đúng Nhưng mà thằng này nó chỉ 2 cm thôi. À, hình đúng không? Phần bên trong để, để dùng in chữ à, và biết diện tích phần in chữ là 384. Vậy 384 này này. Đơn vị cm vuông nhá. Bản chất nó chính là diện tích của cái thằng ABCD này các bạn này đúng không? diện tích của phần bên trong ấy in chữ đấy để diện tích trang sách là nhỏ nhất thì chiều dài của trang sách bằng bao nhiêu bài toán thực tế đúng không đúng chưa đấy vậy gặp bài toán này thì rõ ràng là chúng ta phải đặt ẩn các bạn nên gọi như sau gọi x là chiều dài x là chiều dài cần tìm nhé luôn đúng không ạ đó được chưa thì các bạn lưu ý thầy chúng ta sẽ có một một cái phương trình liên quan đến x đầu tiên đó là gì các bạn sẽ suy ra thấy cạnh AB nhé Cạnh AB được gọi là cái Chiều rộng của cái phần mà chúng ta in chữ đây Đúng không? Thì các bạn nhớ cả cả nó là Y này Thì chúng ta trừ cho hai và trừ cho hai nữa là các bạn có Y trừ mấy các bạn? Y trừ 4 Hiểu không? Đoạn này là bằng hai này, đoạn này bằng hai này Và toàn bộ cái phần bên ngoài này nó là bằng bằng y thì các bạn lấy y trừ đi 2 trừ đi 2 là y trừ 4. Tương tự như vậy chúng ta có cạnh CD. À, xin lỗi các bạn có cạnh uh, AD đi, AD là chiều chiều dài của cái phần in chữ thì là các bạn lấy toàn bộ là x trừ đi 3 trừ đi 3 là còn có x 6. Đúng không? Thì rõ ràng là phương trình của chúng ta là diện tích in chữ là 384 thì các bạn lấy đoạn AB này này nhân đoạn AD bằng 384. Thì mình sẽ có phương trình đầu tiên là các bạn có x 6 nhân với y 4 thì bằng mấy các bạn? 384 thôi. Đúng, hiển nhiên là cái phương trình này các bạn rút mở ẩn theo phần ẩn kia được. Giả sử thầy rút y của thầy sẽ là bằng 384. Tất cả trên x chữ 6 mà cộng với 4. Ok chưa? Đó. <laughs> Đề bài yêu cầu là gì? Diện tích trang sách nhỏ nhất. Vậy diện tích của trang sách thì nó chính là công thức tìm diện tích của hình chữ nhật là các bạn lấy x nhân y. Đúng không? X các bạn để nguyên thôi, y thì mình đã tìm được cái thằng trên thôi. Mình thay vào đây luôn em Nó chứ 384 này này Tất cả những x 6 Và cộng với 4 là xong Tóm lại là mình đã tìm được một biểu thức có x rồi Đúng không ạ? Việc còn lại là bấm máy tính cái số là xong Nhá à, Các bạn bấm mắc min thì các bạn phải lưu ý bài này một chút xíu nhá Mod 8 này Chúng ta nhập toàn bộ phương trình vào máy tính đúng không? X nhân với này à, Cái phân số của chúng ta nhá Cẩn thận một chút xíu này 384 em ạ Tất cả đem chữ x 6 đúng không? đó và cộng với 4 đóng ngoặc lại bằng bằng nhưng x của chúng ta là chiều dài thế nên là nó bắt đầu từ không là điều chắc chắn rồi nhưng nó bé bao nhiêu các bạn phải lưu ý nhé mình phải chặn ở giá trị x thầy dạy các bạn này <laughs> chúng ta x như là chiều dài đúng không x là chiều dài là từ từ chỗ này này các bạn nghe này nghe thầy giảng này chiều dài của chúng ta là từ chỗ này đến chỗ này này lấy nhưng mà rõ ràng là nó căn trên mất 3, căn dưới mất 3 Thì chứng tỏ x của chúng ta nó bắt đầu từ mấy? Nó bắt đầu từ Từ 6 Bởi vì có 6cm mới căn được cả trên cả dưới Nên ít nhất của x phải là 6 Hiểu không? Hiểu không? Nãy các bạn thấy chiều dài không? Nó bén 6 thì làm sao mà chia được mỗi bên 3 được Giống kiểu các bạn có 6 cái kẹo thì các bạn mới chia cho mỗi bên 3 cái được chứ Thì không có cái nào làm sao chia được hoặc là kể cả các bạn có 5 cái, 5 cái kẹo mà bắt phải chia cho 6, làm sao chia được? Đúng không? Nên là trong bài này thì các bạn phải hiểu mặc định x của chúng ta là chiều dài thì nó phải lớn 6. Được chưa nào? Đó, nên chúng ta chọn từ 6 đến dương cùng nhé. 6 đến dương cùng khi bấm máy tính thì các bạn phải lưu ý cho thầy là à, chúng ta bấm là từ 6 cho đến 10 đúng không ạ? Bước nhảy là 11 để bấm được 40 giá trị ấy. Đấy, 6 đến dư cùng thì chúng ta chọn mà đúng không? Đấy. Để cho nhỏ nhất đúng không? Nhỏ nhất để tìm giá trị min. Bài này hôm trước thầy đã dạy cho các bạn cách bấm một lần rồi. Các bạn đấy đế là đến chỗ này nói đơn giản tiếp này thì rõ ràng các bạn phải bắt buộc bấm tiếp nhé Bản chất là chúng ta khảo sát x thuộc từ 6 đến dư cùng mà 6 đến dư cùng thì chúng ta có, rất nhiều cách khảo sát bằng máy tính. Đúng không? Bằng bằng cách là chúng ta cho 6 đến 10 rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục cho từ 10 đến mấy các bạn? 10 đến 14 đúng không? Hoặc là chúng ta cho từ 6 cho đến 40. Phương ngày là bằng 1. Được chưa? Để chúng ta check cho thầy xem là thằng thuộc Fx này thằng nào bé nhất. Đó. Được chưa? Và sau khi check xong thì mình thấy rằng là cái Fx của chúng ta đạt giá trị nhỏ nhất đúng bằng 600 tại x bằng 30. Các bạn thấy đúng không ạ? Tại x bằng 10. Và điều tuyệt vời nhất là đề bài hỏi các bạn x bằng bao nhiêu? X là chiều dài các bạn gần tìm ý thì chúng ta sẽ trả lời là bằng 30 tròn trịnh luôn. Các thấy không ạ? Đây, mình soi bên cột FX này các bạn nhé. Đó, thì mình nhận thấy rằng là giá trị nhỏ nhất trong tất cả những cột bên FX nó chính là bằng 600. Tròn trịnh tại x bằng 30. Hiểu vấn đề chưa? sau đó thì mình sẽ trả lời luôn là x của chúng ta chốt lại là bằng 30 thôi em nhé. Vậy chúng ta cứ cần là diện tích này min bằng 600. Khi về chỉ x bằng 30 xong. Thì các bạn điền 30 vào đây. Ok chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 5. Đó, câu số 5 nhá. Ờ, những căn gà, nhà gỗ trong hình 1 đó, đây là túp lều của chúng ta thì đúng hơn đúng không? Hoặc là một cái căn nhà nó to to một chút xíu cũng được nhá. Ờ, được phát thảo dưới một hình lăng trụ đứng tam giác OAB chấm O phẩy A phẩy B phẩy như hình 2. Tóm lại là chúng ta đã gắn nó hệ trục tọa độ rồi. Đúng không? vì nó là hình lăng trụ đứng mà hình lăng trụ đứng là hình có tất cả những cạnh bên vuông góc với đáy các bạn nhớ là đáy của chúng ta là tam giác OAB và O A B đều là những đáy song song và bằng nhau được chưa đó tiếp theo chúng tọa độ đúng không các bạn có điểm A phẩy và điểm B rồi đúng không A có rồi nhá A đây A của chúng ta tọa độ là 240 em này đề bài cho nhé mọi người đọc kỹ đề này đây 240 chấm 450 này và chấm 0 điểm uh, điểm gì B phẩy đúng không ạ? B phẩy cũng có đấy nhá, điểm B phẩy đây. B phẩy của chúng ta là 120 em ạ. Rồi 450 và 300. Tọa độ của hai điểm thì có sẵn rồi. Đúng không? Hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Và đề bài nói rằng là mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là A, chiều rộng là B và cạnh bên của mặt tiền có độ dài là C. Vậy đâu là chiều dài? Đối với kể cả cái, cái cái, lều này các bạn này, mọi người đọc là cái lều cái nhà cho nó quen nhé. Thì cái chiều dài của nó là chiều này này đây Đúng không? khi chiếu lên thì đây là chiều dài này cái a phẩy này này rồi o phẩy này là chiều dài thì nó sẽ là kia là a hiểu không còn chiều rộng chiều rộng là thằng này em này chiều rộng là thằng này này nhiều chiều rộng mặt tiền ấy rộng bao nhiêu mét ấy hiểu không đó thì là mặt tiền của cái ngôi nhà đấy cái bản chất nó là cạnh uh, o phẩy a phẩy này em này nó là b này hiểu không Tiếp theo là đề bài bảo là à mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài c thì các bạn nhớ là chúng ta có hai cạnh bên này này hai cạnh bên của mặt tiền này các bạn thấy không ạ thì hai thằng này đóng vai trò c thì nó giống như là thằng này là c này là cạnh a phẩy b phẩy và b phẩy o phẩy là c đúng rồi. thì đề bài bắt các bạn tìm a cộng b cộng c thì các bạn phải tìm ra ba đại lượng rồi sau đó mới cộng lại với nhau nhé đúng không đúng không thì bây giờ chúng ta phải làm nhau đây các bạn nghe này sau khi mình tìm được điểm A phẩy đúng không? Điểm A phẩy thì nó là có tọa độ hoành độ rồi, có tung độ rồi thì mình phải hiểu AB là gì. X của điểm A phẩy đúng không? X của điểm A phẩy thì các bạn chiếu vuông góc lên trục x nhá. Đây, nghe này, hiểu bản chất của điểm A phẩy nhá. Sau khi tìm điểm A phẩy đã có được tọa độ rồi thì chúng ta chiếu vuông góc từ điểm A phẩy lên trên trục x nó là điểm A. Thì x của điểm A phẩy này nó chính là bằng độ dài đoạn AO này này. Đó, nó là hoành độ điểm A. Đó, độ dài đoạn AO nó là x của điểm A phẩy nó là bằng 240. Thì đương tương đương với B của chúng ta cũng là 240. Được chưa? Tương tự như vậy, cái 450 là tung độ của điểm A phẩy thì các bạn phải chiếu vuông góc lên trục trục y của nó. Thì nó chính là điểm O phẩy. Thì O phẩy này nó chính là tung độ của điểm A phẩy. Và đoạn O phẩy này nó là bằng 450. Thì cũng là bằng A phẩy bằng 450. đó đúng không thì a b là biết ngay dựa vào tọa độ của mỗi một điểm a phẩy các bạn biết điểm a và b luôn hiểu chưa dựa vào tọa độ điểm a phẩy thì các bạn biết a nhỏ bằng bao nhiêu và b nhỏ bằng nhiêu đúng không nhưng cái điểm c là các bạn nhớ phải tìm luôn <laughs> vậy c là gì c của chúng ta bản chất là độ dài đoạn a b luôn mà các bạn có tọa độ điểm a tọa độ điểm b rồi thì các bạn muốn tìm c thì bản chất là các bạn phải tìm ra độ dài cạnh a và b phẩy đúng không ạ? Thì bằng căn bậc 2 của điểm B phẩy trừ điểm A tất cả bình thôi hoặc A phẩy trừ B tất cả bình thôi nhá. 240 trừ 120 thì bằng 120 này, bình phương lên này. 450 trừ 450 hết rồi. Không bình luôn đúng không? 0 trừ 300 là 300 tức là 300 bình em này. này. Ờ, bấm máy tính thì các bạn được bao nhiêu là ra được mà, đó là C mà. Chúng ta có căn bậc 2 của 120 bình này đúng không? Cộng với cả 300 bình các bạn nhá. Căn ra thì nó bằng 323 xấp xỉ 323. phẩy 109 vì vậy mình sẽ suy ra a cộng b cộng C bằng bao nhiêu nào a của thầy lúc nãy tìm ra bằng 450 này đúng chưa B của thầy tìm ra là bằng 240 này và cuối cùng C của thầy là bằng 323,109 và các bạn cộng cả ba cái này lại nhau như thầy nào cộng với cả 240 thì nó bằng 1 0, 1, 3, 1, 0 thì rõ ràng khi các bạn điền vào đây thì phải là điền gì nhỉ 101 3. Đó. Được chưa Đó chính là câu số 5 nhá Tiếp theo chúng ta chuyển sang thầy câu số 6 <laughs> Một bài toán thực tế tiếp theo Nhưng nó lại liên quan đến hình OZ Cụ thể như sau Khi gắn hệ trục độ OZ vào một căn nhà như mô hình bên dưới Đây Các bạn thấy chưa? Đây là một ngôi nhà đúng không? Ngôi nhà này gọi là ngôi nhà mái thái các bạn ạ bởi vì máy thái của chúng ta là nó giống kiểu có hai mái này này nó vát vào nhau thì gọi là máy thái được chưa bạn nào mà sau này đi theo ngành xây dựng thì chúng ta phải hiểu là nó đang có ba hệ máy máy thái máy nhật và máy massage được chưa thầy còn tư vấn được cho các bạn về cả xây dựng được nhà <laughs> nhưng mà vấn đề là gì căn nhà đây đúng không trong nó có nền nhà nền nhà của chúng ta là cái thằng o a b c hai mái của chúng ta đó là e DGF đúng không ạ và IHGE hai mái cùng ra ta đấy nhé đó bốn bức tường mà hai mái đều lên chữ nhật bốn bức tường mà hai mái đều lên chữ nhật ok rồi số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng DE và hai mặt phẳng lần lượt là mặt phẳng DEFG DEFG và DEIH DEIH được gọi là góc dốc của mái nhà. Đúng không? Các bạn nhớ cho thấy hai mặt phẳng này này, DEFG D này, E này, F này, G này. Được chưa? cái máy chéo này này. Và mặt phẳng DEIH D này, E này, IH góc tạo bởi trên mặt phẳng này người ta gọi là góc dốc của mái nhà. Và hỏi góc dốc này bằng bao nhiêu độ? Đó. Góc dốc này bằng bao nhiêu độ? <laughs> thì các bạn trả lời nhau đây. <laughs> làm sao mình tìm được góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng các bạn nhỉ? Góc dốc của mái nhà tức là bài này chúng ta sẽ phải tìm góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng với nhau. Đúng không? Thì bài này các bạn có phương án làm không ạ? 30 độ à? <laughs> tìm được 30 độ à? sao số đẹp thế được không đẹp như vậy đâu như bạn bảo là nó góc này là các bạn sai luôn nhá là sai đấy tức là rõ ràng bây giờ bài toán thực tế mà bài toán thực tế thì rõ ràng là các bạn nên phải tưởng tượng một chút xíu nhá nhưng mà đã tưởng tượng thì mọi người cũng đừng có ngộ nhận đúng như bạn bảo là nó góc cdh luôn thầy sai nốt bởi sao bởi sao góc đẹp nhà mới đẹp à? cái điều tuyệt vời nhất trong bài này các bạn nhớ này chúng ta đang cần tìm góc dốc tạo bởi giữa hai mặt nhà đúng không à góc dốc của mái nhà đó là chúng ta tìm góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng d e f g và d e i Đó, mà góc tạo bởi giữa mặt phẳng thì chúng ta sẽ suy ra là chúng ta phải tìm ra vector pháp tuyến của từng mặt phẳng và sau đó chúng ta sẽ tìm góc tạo bởi giữa hai vector đấy. Đúng không? Thế giả sử gọi alpha là góc các bạn cần tìm. Alpha là góc dốc của mình nhà, đúng không? Alpha là góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng này. Thì các bạn nhớ alpha của chúng ta nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 180 độ. Là xin các bạn. 0 đến 90 độ. Là được. Đấy chưa? 90 độ thì nó cũng hơi điêu bởi vì nó chả có lúc nào 90 độ đâu. Còn không độ thì càng điêu nữa đúng không? Nó chỉ nằm trong khoảng không đến 90 độ thôi. Tức là nó giống như ở nó là một góc nhọn vậy. Được chưa? Nhưng mà làm sao mình tìm được vector pháp tuyến của từng mặt phẳng? Thì các bạn nghe này. Cái mặt phẳng D, E, I, H đây các bạn nhớ nhá. Chúng ta xét từng mặt phẳng một nhé mọi người. Đầu tiên chúng ta xét mặt phẳng này cho thầy này. D này, E này, IH này. Thì mình thấy mặt phẳng này hiện tại nhỉ. Nó đang song song với mặt đất mặt đất của chúng ta là mặt phẳng OABC các bạn này. Hiểu không? Nó song song mặt phẳng OABC. Nên suy ra vector pháp tuyến của mặt phẳng này thì kiểu là N1. Nó sẽ bằng luôn vector của trục OZ là vector K. Bởi vì các bạn nhớ là trục OZ này hiện hiện tại nó đang vuông góc mặt đất. Thằng nào vuông góc với mặt phẳng thì nó được gọi là vector pháp tuyến luôn. Hiểu không ạ? Nên là suy ra vector K của chúng ta là 001 nó chính là tọa độ vector pháp tuyến các bạn tìm được luôn đúng không? Tương tự như vậy bắt buộc chúng ta xét cho thành mặt phẳng thứ hai đó là mặt phẳng D E F G. Mình phải tìm ra vector pháp tuyến của mặt phẳng này. Đúng không? Nhưng mà làm sao mình tìm được vector pháp tuyến của mặt phẳng này? Thì các bạn phải nhớ rõ là chúng ta nên dùng tích có hướng của hai vector bất kỳ. Ví dụ trong mặt phẳng D E F G này thì mình đã có được điểm G rồi em ạ. Điểm G của chúng ta là 024 có rồi thì các bạn chỉ cần tìm ra hai điểm nữa được để chúng ta dùng tích vô hướng mà đúng không trong đó thì điểm d này là điểm có thể tìm được các bạn này điểm d này mình nhìn nhé mình so sánh dựa vào điểm c và dựa vào điểm h thì mình thấy là điểm d là hiện tại nó nằm trên mặt phẳng o I, Z. đúng không nên hoành độ của điểm d là bằng không này tung độ của điểm d nó chính là bằng 4 là tung độ điểm c cao độ điểm d là bằng cao độ điểm h là bằng 3 đó, đúng rồi. Và các bạn tìm nốt điểm E thôi. Điểm E không ạ? Điểm E không tìm được. Được chưa? D. Điểm E tìm được, điểm E tìm được. Điểm E tìm được bởi vì các bạn muốn tìm điểm E thì các bạn phải tìm điểm B trước. Điểm B là nằm trên mặt phẳng XOY thì nó sẽ có hoành độ là bằng hoành độ điểm A là 5 này. Tung độ là bằng tung độ điểm C là 4 này và hiển nhiên cao độ của nó bằng 0. Hiểu chưa? Sau khi tìm được điểm B rồi thì chúng ta sẽ tìm được tọa độ điểm E. Vì sao? Bởi vì về bản chất điểm B này được gọi là hình chiếu của điểm E lên mặt phẳng O, A, B, C. Đúng. Thì tọa độ điểm E và tọa độ điểm B sẽ giống nhau X và giống nhau cái Y Tức là 5 và 4 Nó chỉ khác nhau một cao độ thôi Ví dụ điểm B này nó cao độ của nó bằng không bởi vì nó nằm trên mặt đất Còn điểm E này thì cao độ của nó đúng bằng cao độ của điểm điểm H là bằng 3 đó hiểu đấy tức là mặt phẳng này hiển nhiên chúng ta đã biết là ba điểm thuộc mặt phẳng đấy rồi thì cho các bạn sẽ tìm tích có hướng của hai vector bất kỳ thì nó sẽ suy ra được tọa độ vector pháp tuyến của mặt phẳng đấy đúng không ví dụ bây giờ thì thầy sẽ ra tìm uh, dg đi đúng không dg dg của thầy sẽ bằng uh, g chữ d nhá không này trừ hai này và một đúng không tiếp tục thầy tìm de đi de của thầy là bằng 5 này đúng không này và không đúng không ạ sau đó thì thầy tìm tích cầu hướng của hai vectơ này đúng không tích cầu hướng vectơ này thì thầy gọi là n hai đấy là bằng uh, dg nhân cầu hướng với de đúng không ạ thì bằng như sau nhẩm nha các bạn không này uh, đúng không ạ không này rồi năm uh, này và không Đúng không ạ? 0, 5 và 0 Đó Ok chưa? Tóm lại là chúng ta đã tìm được hai vectơ phát tuyến rồi nhé Thì các bạn nhớ là cosin của góc tạo bởi giữa mặt phẳng là cosin alpha Thì nó cũng là cốt của góc tạo bởi giữa hai vectơ này luôn Nhưng mà chúng ta chỉ lấy góc nhọn Có nghĩa là mình sẽ dùng công thức là tích phương hướng trên tích độ dài mà có vectơ phát tuyến luôn nhé Mình có n1 nhân n2 đúng ạ, trên độ dài của n1 nhân độ dài của n2. Thì mọi người sẽ lấy mấy tính bấm luôn nhá. Tích vụ hướng đúng không? N1 các bạn có rồi, n2 các bạn có rồi nhá. Ơ. Ừ. Đúng nhỉ? N1 các bạn có, n2 các bạn cũng có. Ơ ừ, điểm G, điểm D thầy xem lại nhá, điểm G này. 0 2 4. Đúng, điểm D của chúng ta là x bằng 0, y bằng 4, z bằng 3. Điểm E các bạn có chưa nhỉ? E là 5 4 và 3. Đúng. DG nào? DG nhân với cả DE, DG của chúng ta là 0 21 DE của chúng ta là bằng D và E à? Ờ, D là 043. E 543. Uh, 050 mà thầy từ từ E à? Điểm E của chúng ta là 5, 4, 3 DE nào DE lên điểm E trừ điểm D đúng không D X bằng 5 Đúng Y bằng 4 Không E của chúng ta đây Ừ đúng rồi nhỉ Ờ uh, 050 á à? Để thầy xem lại nào 0510 à, 0510 chỗ nào nhỉ? 0510 à? À đúng rồi, đúng rồi đúng rồi. Đúng 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 đúng, thầy tính nhầm đấy. Đúng rồi, chỗ này xem nào. 05 đúng, nhưng mà tích chéo chính trừ chéo phụ là trừ đi trừ 10 10 phải không đâu, Đúng rồi, 10. Đó, 0510 nhé. Đúng rồi. Nào, tích vô hướng đúng không? Tích vô hướng các bạn lấy n1 n2 nhá. N1 các bạn có trên rồi nhá. Đây, là vector K này 001 này, vector N2 0510 đúng không? tích phù hướng là x nhân -X, x y nhân y z nhân z, -Z nhá không này cộng 0 này cộng 10 này đúng không tất cả độ dài n1 là bằng 1 độ dài n2 là căn của 5 bình cộng 10 bình 5 bình cộng 10 bình các bạn tức là mình tính xương xương ra nó sẽ bằng 10 tất cả trên căn của 125 đúng không 125 đó nhé nào mình lấy máy tính bấm các bạn nhá sau khi mình tìm được ra cốt của nó rồi đúng không cốt của nó sẽ là bằng 10 trên căn 125 thế nhưng mà đề bài hỏi góc bao nhiêu độ thì trước khi mình bấm bài này thì mọi người phải để ý cho thầy một số những cái lưu ý như sau lưu ý thứ nhất là cái chế độ trên máy tính của chúng ta đang ở chế độ radian các bạn nhìn thấy chữ r không ạ thì các bạn nên chuyển về chế độ độ để chúng ta bấm máy tính đó là các bạn bấm shift mode đúng không bấm số 2 này các bạn này đơn vị góc này sau đó chúng ta chuyển về độ tức là mình bấm số 1 được chưa đó mình phải chuyển về độ rồi mình bấm được Thế nhưng mà bấm tìm độ bằng cách nào Sau khi mình tìm ra cốt alpha bằng 10 trên căn 25 Mà các bạn muốn tìm ra alpha đấy bằng bao nhiêu độ Thì mình sẽ bấm gì Bấm ship cốt Đúng không ạ Của cái phân số là 10 trên căn của 125 nhá Căn này 125 Đó mình bấm bằng cho thầy Là xong Đúng không ạ đổi với độ này Đó nó sẽ rơi vào 26 độ 33 phút Ok chưa đó, 22 26 độ 33 phút là xong nha. Vậy kết luận cuối cùng của chúng ta là alpha của chúng ta nó là bằng 26 độ 33 phút. Ok chưa? Đó, thế nhưng mà khi mà điền vào đáp án thì chúng ta điền như nào đây? Thì các bạn nhớ rằng là à khi mà điền vào đáp án thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý là điền như sau. Chú ý này. Các bạn điền 26 độ 33 phút cũng sai mà cách điền tốt nhất là các bạn nên điền cái này này. Đó là 26 đây, các bạn lấy máy tính ra các bạn đọc này. 26,56 độ đúng không? Đây, 26,56 tức là nó sẽ là xấp xỉ 26,6 độ. nhá. Đấy các bạn nhớ nhá, khi bấm này các bạn thì bấm cái này đổi ra độ đổi ra phút luôn. Nhưng mà các bạn điền vào 26,3 độ là các bạn vẫn sai. Hoặc 26 độ 33 phút các bạn điền như vậy vẫn sai. Bởi vì trong đề của bộ người ta chỉ có bốn ký tự Nên khi mà mọi người điền thì các bạn phải điền là 26,56 độ Tức là mình làm tròn lên 26,6 Đúng không? 26,6 thì khi các bạn điền vào đây này Thì dạy các bạn nhé Nó sẽ có bốn ký tự này này Đó thì chúng ta điền như sau 26,6 Đấy Hiểu chưa? Ok chưa các bạn? Đó là xong nhé tất cả những cái phần này thầy đã chữa chi tiết cho các bạn xong rồi đúng không đó và đây là đề thi giữa học kỳ 1 đề số 05 và giúp các bạn có thể lấy để điểm 9 điểm 10 trong đó thì chúng ta đã được học rất là nhiều bài toán thực tế đúng không ạ Tối thứ sáu tuần này thì mình sẽ học đề số 06 và thầy nhắc cho các bạn là chúng ta nên lấy file đề ra các bạn tập trung làm trước và theo dõi thầy chữa bài thì nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ hay hơn rất là nhiều và tối ngày mai chúng ta sẽ được thầy dạy toán thực tế nhé bạn nào mà muốn học thì mọi người cũng nên uh, gì nhỉ lưu ý cho thầy về thời gian về lịch học và về lấy, lấy tài liệu tất cả những tài liệu về toán thực tế thầy đều cung cấp hết cho các bạn rồi đúng không và hiển nhiên có đáp án chi tiết để cho chúng ta có thể check lại nhé ok chưa rồi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đây các bạn nhé chúc mọi người buổi tối vui vẻ ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream tiếp theo được chưa và những bạn nào đang xem thì mọi người nhớ thả tim và chia sẻ về để chúng ta lưu lại nhé bây giờ thì thầy sẽ xin phép là xóa luôn cái video này để cho những bạn nào chúng ta xem trực tiếp chúng ta nhìn thấy nó sẽ có giá trị hơn đúng không? Đó, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.